Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 636, bất chấp tất cả mọi giá. Trương Dương đợi một tiếng đồng hồ thì thấy một chiếc xe Jeep Toyota đỗ ở cạnh buồng điện thoại công cộng. Một nam tử Trung Quốc hơn 30 tuổi mở cửa xe đi xuống, gã nhìn thấy trong buồng điện thoại công cộng không có ai, giờ đồng hồ lên nhìn, sau đó châm một điếu thuốc lá. Trương Dương xác định xung quanh không nhân vật khả nghi khác, lúc này mới từ trong rừng cây đi ra, vượt qua vòng bảo hộ, tiến về phía nam tử đó. Nam tử đó nhìn thấy Trương Dương, bước tới đón hắn, nói khẽ Trương Dương. Trương Dương gật gật đầu. Nam tử nói, lên xe rồi nói sau. Trương Dương đi theo gã vào xe jeep. Nam tử đó lúc này mới vươn tay ra, chào anh, tôi là nhân viên công tác của lãnh sự quán New York, tôi tên là Bạch Trí Quân. Trương Dương bắt tay gã, nói cửu ngưỡng, chỉ là những lời khách sáo mà thôi, hắn cũng vừa mới từ miệng Điền Linh biết được cái tên này. Bạch Trí Quân vừa lái xe vừa nói, tôi đã nghe nói chuyện của anh, thật sự là không cẩn thận rồi, bị mất hộ chiếu, có điều anh nếu bị mất hộ chiếu thì nên ngay lập tức liên hệ với lãnh sự quán chúng tôi, đại sứ quán cũng được, vì sao phải tấn công cảnh sát. Tôi nghe nói anh ngày hôm qua ở thành phố thác nước Niagara tấn công cảnh sát, sau đó lại ở cục cảnh sát trấn trên Porter Vanner náo loạn một trận, hiện tại cảnh sát đang tìm anh khắp nơi, chuyện rất phiền phức rồi. Trương Dương nói, ngại quá, mang tới phiền phức cho các anh rồi. Bạch Trí Quân nói, tôi trước tiên đưa về lãnh sự quán, nếu lời nói, buổi tối hôm nay chúng ta có thể đến được lãnh sự quán New York. Trương Dương đột nhiên nói, dừng xe. Bạch Trí Quân hơi ngẩn ra, gã vẫn tiếp tục điều khiển, không có ý dừng xe. Dương giận dữ hết giận dữ hết, tôi bảo anh dừng xe. Bạch Trí Quân lúc này mới lúc này mới dẫm phanh, ngạc nhiên nhìn Trương Dương, nói anh muốn làm gì. Trương Dương nói, trước khi tìm được cố giai đồng, tôi sẽ không rời khỏi đây. Audio điện tử võ tấn bền Bạch Trí Quân kinh ngạc nhìn Trương Dương, một lúc sau mới nói, anh không biết à, đội cứu viện sáng sớm hôm nay ở hạ du sông Niagara đã tìm được quần áo và giày của của cô ta, bên trên có có rất nhiều vết máu, từ lúc cô ta biến mất đến hiện giờ đã được 72 tiếng, tìm kiếm khắp cả sông Niagara rồi, không có hy vọng đâu da thịt trên mặt trương dương bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, bạch trí quân đồng tình nhìn, tôi nghĩ anh nên đối mặt với hiện thực. Trương dương ra sức lắc đầu, hắn nói khẽ, dẫn tôi đi tới hiện trường. Bạch trí quân nói, hiện tại cảnh sát đang tìm anh khắp nơi, anh tới hiện trường chẳng phải là chui đầu vô lưới ư. Trương dương nói, dẫn tôi đi, cùng lắm là trục xuất tôi. Bạch Trí Quân nói, anh là nhân viên công tác quốc gia, anh phải biết hậu quả khi làm như vậy trương dương nói dẫn tôi đi giai đồng là vị hôn thê của tôi khi lời này trương dương bỗng nhiên có loại một loại xung động muốn gào khóc hắn tin rằng cố giai đồng ở trong đáy lòng nhất định là muốn gả cho hắn nhưng chưa đợi thực hiện được nguyện vọng này cô ta đã rời bỏ mình trương dương lấy tay bịt miệng muốn dùng phương thức này để ngăn mình không rơi nước mắt bạch trí quân nhìn vẻ đôi mắt đỏ rực và vẻ mặt cực kỳ bi thương của trương dương gã cuối cùng cũng gật đầu Thư Anh Hằng thông qua ngoại giao gây áp lực nhất định cho phía Mỹ, cho nên từ sau khi xe Jeep mà Cố Giai Đồng ngồi mất tích, phía Mỹ triển khai một loạt công tác tìm kiếm, Xác xe Jeep đã được vớt lên, hai di thể phát hiện trong xe đều không phải là Cố Giai Đồng, sáng nay ở Hạ Du phát hiện quần áo và giày của Cố Giai Đồng. Có thể nói trong 72 tiếng đồng hồ này, phía Mỹ đã dùng hết sức để tìm kiếm, bọn họ cho rằng Cố Giai Đồng đã không còn hy vọng sống sót. Bạch trí quân đặc biệt tới để cùng hành động tìm kiếm hắn đối với tình huống tìm kiếm nắm rất rõ, lúc trước gã và Trương Dương không quen gì nhau, chỉ vừa từ miệng Điền Linh biết được Trương Dương là quan viên cấp thành phố nào đó trong nước, nhưng quan trọng hơn là hắn là con nuôi của Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện đương nhiệm Văn Quốc quyền. Điền Linh ở trong điện thoại đã cường điệu rằng Trương Dương ở nước Mỹ đã gây ra rất nhiều phiền toái, bảo Bạch Trí Quân cần phải bảo vệ hắn cho tốt, cố gắng đừng để cho tình thế chuyển biến xấu hơn. Bạch Trí Quân biết Tổng lãnh sự Thư Anh Hằng và Cố Doãn Chi, cha của cố giai đồng là tương giao mạc nghịch, cho nên thưa anh Hằng mới chú ý chuyện này như vậy, gã không hề biết quan hệ của Trương Dương và cố giai đồng, cho tới bây giờ, tin tức cụ thể hắn biết được rất ít, nhưng sự bi thương của Trương Dương đã ít nhiều khiến gã cảm động, Trương Dương từ Trung Quốc xa xôi đến tận đây là để chứng thực sinh tử của người yêu, người như vậy thật là trí tình trí nghĩa, Bạch Trí Quân quyết định đưa Trương Dương tới hiện trường. Có lẽ chỉ có hiện thực mới có thể khiến Trương Dương thôi hy vọng, đội cứu hộ của mỹ đã dừng công tác dựng lều trại ở hạ du sông niagara đây là sở chỉ huy lâm thời của đội cứu hộ và tìm kiếm phía mỹ bạch trí quân đỗ xe jeep ở bên cạnh lều trại gã nói với trương dương tôi dẫn anh đi anh không được nói gì cả nhất định phải bảo trì bình tĩnh sau khi phân biệt những vật phẩm này chúng ta lập tức rời đi một khi dẫn tới sự chú ý của cảnh sát mỹ thì sẽ rất phiền phức trương dương gật đầu nói anh yên tâm đi tôi sẽ không mang tới thêm phiền toái cho anh đâu bạch trí quân dẫn trương dương tới hiện trường tìm kiếm nhân viên tìm kiếm đã chuẩn bị thu đội gã và người dẫn đôi nói chuyện với nhau vài câu một gã nhân viên công tác phía mỹ dẫn bọn họ tới phía bên phải lều trại hai đội viên đang ở đó sắp xếp lại vật phẩm tìm được một chiếc giày một cái áo khoác dính đầy máu còn có một cái túi bạch trí quân đi tới nhân viên của đội cứu hộ và tìm kiếm đã biết gã bọn họ từ trong túi tìm được hộ chiếu và giấy chứng nhận đưa hộ chiếu cho bạch trí quân bạch trí quân nhìn thoáng qua sau đó đưa cho trương dương trương dương tay run run mở hộ chiếu khi hắn thấy rõ ảnh chụp của cố giai đồng trên đó trước mắt tối sầm ngược giống như bị một mũi dao nhọn đâm vào thân hình hắn hơi lắc lư mặt trong nháy mắt biến thành cắt không còn giọt máu bạch trí quân đỡ lấy cánh tay hắn nói khẽ anh không sao chứ trương dương lắc đầu nhìn thấy tất cả những gì ở trước mắt hắn cuối cùng cũng ý thức được cố giai đồng đã vĩnh viễn rời khỏi hắn cái lúm đồng tiền của cố dài đồng thỉnh thoảng lại hiện ra trong đầu hắn, Trương Dương dùng sức nhắm mắt lại, lệ nóng giống như hồng thủy tràn đê chảy xuống. Bạch Trí Quân tràn ngập thông cảm nhìn Trương Dương, gã nói khẽ cố nén bi thương, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Không phải là ngoài ý muốn, Trương Dương vừa mới nói xong những lời này, ai chiếc xe Acura màu đen trước sau tới hiện trường. Năm đặc công của cục điều tra liên bang mặc tây trang màu đen vây lấy Trương Dương, một người trong đó là Mai. Trương Dương cầm tấm hộ chiếu đó của Cố Giai Đồng, mắt Thủy Trung nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Cố Giai Đồng, giống như tất cả xảy ra ở xung quanh không có liên quan gì tới hắn. Bạch Chí Quân biến sắc, gã thầm kêu không ổn. Mai đi đến trước mặt Trương Dương, hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Dương, nói tiên sinh, mời lên xe. Bạch Chí Quân nói, xin lỗi, chúng tôi là nhân viên công tác của Đại sứ quán Trung Quốc trú tại New York, chúng tôi được miễn quyền ngoại giao. Mai giơ tay ngăn Bạch Trí Quân lại, lãnh ngạo nhìn gã, nói tránh ra, nếu anh không muốn dính vào phiền phức. Trương Dương đem hộ chiếu trả lại cho Bạch Trí Quân, hắn không nói gì, hai đặc công của cục điều tra liên bang kẹp hắn vào giữa, tay bọn họ đều đặt ở trong âu phục, rõ ràng đang cầm súng nhắm vào Trương Dương. Mai nhìn Trương Dương, nói Trương Tiên Sinh, mục đích anh lần này đến nước Mỹ là gì? Trương Dương không để ý đến hắn. Mai nói, anh có thể không nói, nhưng tôi cam đoàn anh sẽ hối hận. Một gã đặc công FBI ở bên cạnh không ngờ hiểu được tiếng Trung, tuy rằng không được nhuần nguyễn nhưng vẫn miễn cưỡng có thể làm phiên dịch. Trương Dương nói, tôi đến tìm vị hôn thê của tôi. Mai lắc đầu, nói, đừng lừa chúng tôi, chúng tôi đã nắm giữ một số tư liệu của anh, có lý do chứng minh, anh lần này tới nước Mỹ là muốn làm hoạt động gián điệp. Trương Dương không nói gì, vẻ mặt của hắn tràn ngập yêu thương. Nhìn vào tôi và trả lời câu hỏi của tôi đặc công FBI ở bên cạnh dí súng vào hông trương dương, trương dương bỗng nhiên run lên một cái, cả người ngã xuống đất. mấy đặc công của FBI đều ngây ra, khi nhìn lại, trương dương đã nằm ở đó. mai lớn tiếng nói cẩn thận hắn giả vờ, nhưng nhìn bộ dạng của trương dương cũng không giống như là đang giả vờ. mai vươn tay ra sờ sờ cổ hắn, sắc mặt lập tức thay đổi, nhịp tim của trương dương không ngờ lại biến mất. mai ghé vào ngực trương dương nghe một lát, xác định không có bất kỳ chút nhịp tim nào lại dùng ngón tay thử hơi thở của hắn, ảo não nói, đã chết rồi. Hắn tự sát, hắn thật sự là không hiểu nổi, ở dưới mí mắt của họ, Trương Dương sao có thể thoải mái tự sát như vậy. Bạch trí quân thủy chung không đi, gã nhìn những gì xảy ra trước mắt, cảm thấy quá ư đột ngột, gã phẫn nộ lao lên, lớn tiếng kháng nghị các vị là ai. Anh ta chết trên tay các vị, tôi muốn đề xuất kháng nghị với chính phủ của các vị. Mai đẩy gã ra, hắn đánh mắt cho thủ hạ, Kết quả như vậy bọn họ cũng không ngờ tới. Vừa mới tìm được trương dương, không ngờ trương dương lại chết. Bọn họ lên ô tô, lái xe bỏ đi. Không có ai coi trọng cái chết của trương dương cả. Cỗ thi thể này là một phiền phức. FBI chỉ cảm thấy hứng thú với gián điệp còn sống. Đối với người chết bọn họ có bất kỳ sự hứng thú nào. Nếu là người Trung Quốc, tốt nhất là để người Trung Quốc tự mình xử lý. Bạch Chí Quân đi tới trước mặt trương dương, gã sờ sờ cổ trương dương, phát hiện nhịp tim của trương dương quả thật đã biến mất nhưng vào lúc này gã nghe thấy giọng nói của trương dương dẫn tôi rời khỏi đây tôi giả chết bạch trí quân ngạc nhiên nhìn trương dương thằng ôn này vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích chung quanh không có ai nói gì hình như không có ai khác nghe thấy những lời này của trương dương bạch trí quân cho rằng mình nghe lầm trương dương lại nói tự nhiên một chút đừng để cho những người khác nhìn ra sơ hở bạch trí quân lần này tin rồi trương dương đúng là đang nói với gã Giả chết có thể giả vờ đến cảnh giới này cũng thật sự là khiến người bội phục, có điều dưới tình huống vừa rồi, quả thực không nghĩ ra biện pháp nào khác để thoát thân. Bạch Chí Quân kéo thi thể của Trương Dương lên xe jeep, lái xe rời khỏi hiện trường. Sau khi ô tô đi vào đường cao tốc, Trương Dương mới từ ghế sau ngồi dậy, Bạch Chí Quân may mà đã biết hắn là giả chết, bằng không nhất định sẽ tưởng xác chết đứng dậy, bị dọa cho chết tươi, Bạch Chí Quân tràn ngập khó hiểu nói, bọn họ vì sao lại tìm anh? trương dương lắc đầu nói tôi không biết có lẽ chuyện này ngay từ đầu đã là một âm mưu hắn chia tay về phía bạch trí quân đưa điện thoại cho tôi bạch trí quân đưa điện thoại cho hắn trương dương liên hệ với hình chiêu huy chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp muốn tìm được được hung phạm sát hại cố giai đồng chỉ dựa vào một mình mình chiến đấu là điều không thể huống chi fbi đã tìm tới mình hình chiêu huy nghe nói trương dương đang ở nước mỹ cũng vô cùng kinh ngạc y ngạc nhiên nói cậu tới nước Mỹ làm gì. Trương Dương nói khẽ, giai đồng đã chết, phía Mỹ cho rằng là sự cố giao thông ngoài ý muốn, nhưng tôi không cho rằng như vậy, trước khi cô ta chết, có người gọi điện thoại uy hiếp tôi. FBI vừa rồi cũng tìm tới tôi, tôi giả chết lừa họ mới qua được ải. Hình Chiêu Huy cũng biết quan hệ giữa Cố Giai Đồng và Trương Dương, cái chết của Cố Giai Đồng đối với Trương Dương hiển nhiên là đả kích cực lớn, với sự hiểu biết của y đối với Trương Dương, Lần này hắn nhất định sẽ vì tìm ra hung phạm mà bất chấp tất cả mọi giá, Hình Chiêu Huy nói cậu hiện tại đang ở đâu? Trương Dương nói, tôi ở cùng một chỗ với người của lãnh sự quán New York. Về lãnh sự quán trước đi, tôi sẽ cho người liên lạc với cậu. Hình Chiêu Huy nói xong liền gác máy. Chuyện này làm Hình Chiêu Huy rất khó giải quyết, y chủ quản cục 4 quốc an, công tác phía Mỹ không thuộc phạm vi công tác của y, y sau khi suy đi tính lại liền tới cục 10 đem chuyện này nói ra với chủ nhiệm cục 10 là Trương Bích Quân. Trương Bích Quân nghe thấy chuyện này cũng có chút sợ hãi, cô ta nói Cố Gia Đồng đã chết ư? Hình Chiêu Huy gật đầu nói, Trương Dương đã tới nước Mỹ rồi, hắn nói trước khi Cố Gia Đồng gặp chuyện không may, có người gọi điện thoại đe dọa hắn. Trương Bích Quân nhíu mày, nói khẽ anh là nói, cái chết của Cố Gia Đồng không phải là bất ngờ, mà là có người là có người sắp đặt hình chiêu huy thở dài nói người mà tôi lo lắng là trương dương hắn vừa tới nước mỹ fbi đã tìm tới hắn tôi thật không biết vì sao người mỹ lại vô duyên vô cớ nhắm vào hắn lần này hắn tới nước mỹ cũng không phải là vì chấp hành nhiệm vụ của chúng ta trương bích quân nói tính tình của trương dương anh cũng biết đấy vì báo thù cho cố giai đồng hắn sẽ bất chấp mọi giá hình chiêu huy nói tôi cũng lo lắng điểm này tôi sợ hành động báo thù của hắn sẽ ảnh hưởng đến tổ chức của chúng ta Trương Bích Quân nói, phải ngăn cản hắn. Làm thế nào đây, sự vụ ngoài nước không thuộc phạm vi của cục bốn chúng tôi. Trương Bích Quân nói, chuyện này để tôi xử lý. Sau khi nói xong, cô ta tạm dừng một chút rồi nói khẽ, khi cần thiết, có lẽ phải phủ nhận tất cả liên hệ giữa chúng ta và hắn. Hình chiêu huy từ trong những lời này của Trương Bích Quân đã ý thức được gì đó, y trong lòng thầm thở dài, tiền cảnh của thằng ôn này chỉ sợ không được lạc quan như vậy. Bạch Trí Quân bỗng nhiên phát hiện hai chiếc Acura màu đen đang đuổi theo họ, hắn hơi ngẩn ra, cả kinh nói, bọn họ đuổi theo rồi. Trương Dương nói, sinh nhị ư. Bạch Trí Quân có chút khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Anh tiếp tục giả chết đi. Giả chết đối với Trương Dương mà nói không có bất kỳ khó khăn gì, hắn lại một lần nữa xuống, Bạch Trí Quân chậm rãi đập PPS xe Jeep ở ven đường, hai chiếc xe Acura một trước một sau kẹp xe Jeep của gã ở giữa, năm tên đặc công của cục điều tra liên bang giơ súng lên nhắm vào xe jeep mai hét lớn xuống xe tất cả đều xuống xe cho tôi bạch trí quân nghe rõ hết hắn là đang nói tất cả xuống xe chẳng lẽ chuyện trương dương giả chết đã bại lộ bạch trí quân mở cửa xe giơ hai tay lên bước xuống vừa xuống xe đã bị một gã đặc công cục điều tra liên bang tóm lấy cánh tay thô lộ ấn lên mui ô tô bạch trí quân giận dữ hết các vị muốn làm gì Tôi là nhân viên công tác của lãnh sự quán Trung Quốc trú tại New York, tôi muốn kháng nghị nghiêm trọng với chính phủ của các vị. Mai hừ lạnh một tiếng, đi tới cạnh Bạch Trí Quân, từ áo khoác của gã lấy ra một viên gì đó nho nhỏ. Đây là Mai vừa rồi thừa dịp Bạch Trí Quân không chú ý lưu lại trên người gã. Trương Dương chết quá đột ngộ, Mai rất hoài nghi đối với việc này cho nên mới động chút thủ cước, nhưng không ngờ thật sự phát hiện chuyện Trương Dương giả chết hai đặc công của cục điều tra liên bang dùng súng nhằm vào trương dương đang nằm giả chết ở ghế sau đứng lên trương dương từ tình huống ở hiện trường đã ý thức được bị bọn họ vạch trần hắn mở hai mắt ra chậm rãi ngồi dậy lạnh lùng nói có chút thủ đoạn trương dương vừa rời khỏi ô tô một gã đặc công của cục điều tra liên bang dùng súng chỉ vào đầu của hắn một người khác muốn vặn tay hắn tốc độ động tác của trương dương vượt qua cực hạn tưởng tượng của đối phương thân thể hắn đột nhiên vọt về phía tên đặc công cầm súng khi đối phương nhấn cò, tay trái của Trương Dương đã hất cánh tay của hắn lên, viên đạn mất đi chính xác. Bùm một tiếng bắn lên trời, cơ hồ là đồng thời, Trương Dương một cước đá một tên đặc công khác ngã xuống đất. Sau đó Trương Dương vặn cánh tay cầm súng của tên đặc công cầm súng, cánh tay của tên đặc công đó lập tức bị chật khớp, Trương Dương cướp lấy súng của hắn, giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu hắn, lạnh lùng nói, toàn bộ bỏ súng xuống mấy tên nhân viên của liên bang rõ ràng đã thiếu sự tính toán đầy đủ về thân thủ của Trương Dương, tất cả đều ngây ra đó. Mai dùng súng chỉ vào đầu Bạch Trí Quân, gậy ông đập lưng ông, người Mỹ cũng am hiểu sâu đạo lý này. Mai lớn tiếng nói, anh buông trước. Trương Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên cầm lấy súng nhắm ngay tên đặc công bị hắn đá ngã xuống đất vẫn chưa bò lên được rồi nhấn cò. Bùm một tiếng, phần chân của tên đặc công đó bị trúng đạn, đau đến nỗi hết thảm như lợn bị chọc tiết đây là trương đại quan nhân còn thủ hạ lưu tình một súng này chỉ bắn vào thịt đùi của đối phương không làm bị thương tới xương trương dương nâng súng nhắm ngay vào đầu của hắn tất cả đều bỏ súng xuống cho tôi nếu không phát súng tiếp theo tôi sẽ bắn vỡ đầu hắn trương đại quan nhân đã bị cừu hận che mở hai mắt hắn muốn báo thù cho cố giai đồng ai ngăn cản ta phải chết dưới tình huống trước mắt phải dùng thủ đoạn phi thường để chấn nhiếp đối phương hai kẻ mạnh gặp nhau thì phải so xem ai liều hơn mặt mai trở nên tái nhợt, hắn mấp máy môi, cuối cùng cũng giơ hai tay lên, ném súng xuống đất. Trương Dương đợi cho tất cả bọn họ đều bỏ súng xuống mới chế trụ huyệt đạo của hai tên đặc công bên cạnh, hắn đi đến trước mặt mai, tóm lấy cổ áo của hắn, dí súng lên đầu hắn, bước hắn nằm úp lên nắp che động cơ ô tô. Mai cười lạnh nói cười lạnh nói, anh có biết anh đang chống lại ai không? Bạch Trí Quân nhìn thấy tình cảnh Trương Dương vừa rồi đấu súng với FBI, cũng không khỏi bị sự điên cuồng và lãnh khốc của hắn chấn cho sợ hãi, vội vàng nhắc nhở Trương Dương, bọn họ là FBI đấy. Trương Dương dùng họng súng dí vào đầu Mai, tao đờ tê cả FBI. Mày đi theo tao làm gì? Đám chó chúng mày đi theo tao làm gì? Mai mặc dù có chút sợ hãi, nhưng hắn nghe không hiểu Trương Dương đang nói gì, Trương Dương nói với Bạch Trí Quân, phiên dịch cho hắn nghe. Bạch Trí Quân bất đắc dĩ lắc đầu, phiên dịch lại lời nói của Trương Dương cho Mai. Mai nói, anh là gián điệp. Chúng tôi không cho phép anh thực hiện hành động gián điệp trên mảnh đất của chúng tôi. Gián cái con mẹ mày. Trương Dương vung tay lên đấm vào mặt Mai, sau đó điểm huyệt đạo của hắn. Bạch Chí Quân cười khổ nói, cười khổ nói, đừng đùa nữa, cứ tiếp tục làm như vậy là không xong đâu. Bạch Chí Quân vừa nghĩ tới ảnh hưởng ngoại giao có thể vì vậy mà sinh ra, nhất thời đau đầu không thôi. Gã thật sự là hối hận vì sao lại dính vào vũng nước đục này. Trương Dương giơ súng chỉ vào hai đặc công FBI khác, nằm sấp xuống. Hai người bị dọa cho bộc một cái nằm xuống đất, không đợi Trương Dương phân phó, hai tay hai tay ôm gáy, thân thể nằm dán xuống đất, Trương Dương nói FBI gì chứ? Con mẹ nó tòa là hạng giả áo túi cơm, hắn bước tới điểm huyệt đạo của hai người, sau đó đi lên một chiếc xe Jeep Acura màu đen trong đó. Bạch Trí Quân có chút khẩn trương chạy tới chỗ hắn, Trương Dương giơ súng lên. Bùm một phát đạn bắn lên mặt rất, mặt đường bị nứt ra một vết đạn, dọa cho Bạch Chí Quân đứng ngây ra như phóng, gã không ngờ Trương Dương lại chĩa súng vào mình. Trương Dương nói, anh không cần đi theo tôi, từ giờ trở đi, chuyện của tôi do tôi tự làm chủ, lãnh sự quán, bộ ngoại giao gì đó, toàn bộ không có liên quan gì tới tôi. Nói xong hắn hung hăng đóng sầm cửa, lái xe về đằng xa. Bạch Chí Quân nhìn mấy nhân viên FBI nằm trên đất, lại nhìn xe jeep đã đi xa, gã thở dài một hơi. Thằng ôn này thật sự là một phiền toái, gã không dám tiếp tục ở lại, khởi động xe, vội vàng rời khỏi hiện trường. Trương Dương Sở Dĩ lựa chọn tách ra với Bạch Chí Quân là có nguyên nhân, hắn gia nhập Quốc An cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn, biết một khi có FBI nhúng tay, hành động của mình ở nước Mỹ sẽ bị người khác coi là có tính chất gián điệp, bất kể hắn tình nguyện hay không tình nguyện thì chuyện này sẽ chỉ trở nên càng ngày càng phiền toái. Hắn không muốn vì chuyện của mình mà kéo cả lãnh sự quán New York vào. Từ sau khi tới nước Mỹ, hộ chiếu bị mất, tấn công cảnh sát rồi lại tấn công cảnh sát, đánh cả FBI, còn từ trong tay họ lấy đi một chiếc xe Jeep Acura xa hoa, phiền toái mà Trương Dương gặp phải đã càng lúc càng lớn. Hắn ở trong xe Jeep tìm được một chiếc di động, bởi vì lo lắng bên trên có hệ thống theo dõi, Trương Dương ném đưa điện thoại di động ra ngoài cửa sổ. Hắn ở cửa ra phía trước lái thật nhanh, trước tiên triệt để kiểm tra xem trên xe có hệ thống theo dõi GPS hay không hắn đối với kỹ thuật của phương diện này cũng có chút hiểu biết, rất nhanh ở trên xe tìm được hệ thống định vị toàn cầu, hắn dùng đồ phá hỏng nó, sau đó ở trạm điện thoại công cộng gọi cho Bạch Trí Quân. Bạch Trí Quân nhận được điện thoại của hắn, tình tự có chút kích động, trương dương, anh không thể tiếp tục làm vậy được. Cái chết của cố dài đồng chỉ là ngoài ý muốn, anh mau đến lãnh sự quán New York đi, chúng tôi sẽ tận sức anh rời khỏi nơi này. Trương Dương nói, tôi sở dĩ gọi điện thoại là muốn nói với anh rằng, Chuyện của tôi không có liên quan gì tới lãnh sự quán, không cần các anh chịu trách nhiệm vì tôi. Cái chết của giai đồng không phải là ngoài ý muốn. Tôi muốn tìm ra tên hung thủ đó. Anh có nghĩ tới hành vi của anh sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho quốc gia không? Tất cả những gì mà tôi làm không liên quan gì tới quốc gia cả. Trương Dương muốn gác điện thoại. Bạch Chí Quân nói, Trương Dương, người nhà của cố giai đồng đã tới, bọn họ đang tới thành phố thác nước Niagara chuyện này chuyện này giao cho bọn họ giải quyết đi. Trương Dương ngẩn người, vẫn gác máy. Trương Dương ngay sau đó lại liên hệ với hình Chiêu Huy, hình Chiêu Huy cũng đang đợi điện thoại của hắn, những gì mà Trương Dương làm ở nước Mỹ phía quốc an cũng biết, nước Mỹ nói Trương Dương, cậu đang ở đâu? Trương Dương nói, nước Mỹ. Hình Chiêu Huy nói, đình chỉ tất cả hành động, lập tức tới lãnh sự quán, lãnh sự quán, bọn họ sẽ giúp cậu trở về quốc nội. Trương Dương nói, xin lỗi, tôi không thể nghe theo ông được. Hình Chiêu Huy nói, Trương Dương, nếu cậu khư khư cố chấp, chúng tôi sẽ không thể giúp cậu được. Trương Dương nói, sếp, ông là đang uy hiếp tôi ư. Hình Chiêu Huy nói, cậu quên rồi ư, tất cả của chúng ta đều phải phục tùng lợi ích của quốc gia, cậu đã làm kinh động đến FBI, cậu phải hiểu rằng, bản thân là đang ở nước Mỹ, cậu không hiểu tiếng Anh, ở nước Mỹ, cho dù cậu có bản sự lớn bằng trời, chỉ cần FBI theo dõi cậu, cậu lên trời xuống đất, bọn họ đều có thể lôi cậu ra trương dương nói vậy thì để họ thử xem hình chiêu huy lớn tiếng nói nếu cậu khư khư cố chấp cục lý sẽ không phụ trách đối với chuyện của cậu nữa trương dương lớn tiếng nói tôi không cần bất kỳ ai phụ trách cho tôi chuyện của tôi tôi tự mình gánh vác hình chiêu huy trầm mặc một lát y cuối cùng nói tôi cho cậu một số điện thoại cậu lập tức liên hệ với hắn có lẽ hắn có thể giúp cậu một chút đây là điều duy nhất mà một người bạn như tôi có thể làm Cố Doãn Chi nhìn di vật của con gái, trong đôi mắt đầy tang thương lộ ra một sự bi thương khó có thể hình dung được. Ông ta mím môi, cầm hộ chiếu của con gái, nhìn ảnh chụp bên trên, yết hầu không ngừng run run, ông ta đang cố gắng khống chế sự bi thương của mình. Cố Minh Kiện nhìn di vật của chị gái, nước mắt đã chảy, Cố Doãn Chi nói khẽ, "Minh Kiện, lau nước mắt đi, thu thập đồ của chị con." Cố Minh Kiện gật đầu, vừa khóc vừa thu thập di vật của chị gái. Thư Anh Hằng nhẹ nhàng vỗ vai cố Doãn Chi, chứng kiến vị lão bằng hiếu này đã tới tuổi thất thập cổ lai hy mà còn phải chịu đựng nỗi đau mất con. Thư Anh Hằng cũng cảm thấy vô cùng thông cảm, y nói khẽ Doãn Chi huynh, cố nén bi thương. Cố Doãn Chi gật đầu, giọng nói trầm thấp, đa tạ sự hỗ trợ của anh. Thư Anh Hằng nói, chúng ta đều là lão bằng hiếu, loại chuyện này vốn chính là điều mà tôi nên lầm. Cố Doãn Chi nói, thi thể của giai đồng Thủy Trung vẫn chưa tìm được, theo lý thì phải chăng vẫn còn tồn tại hy vọng sống sót. Tim ông ta đã tan nát, kỳ thật khi ông ta hỏi câu này cũng đã có được đáp án rồi. Thư Anh Hằng có thể lý giải tâm tình của cố Doãn Chi, y giải thích từ sau khi Giai Đồng gặp chuyện không may vào sáng sớm ngày đó, đội cứu viện đã bắt đầu công tác tìm kiếm, phía Mỹ đã tận hết lực lượng để cứu viện, ở đoạn hạ du sống Niagara, thậm chí bao gồm cả hai bờ sông cũng đều tìm kiếm cả rồi, thuyền, trực thăng, phi cơ toàn bộ đều xuất động, tất cả nơi có thể tìm đến đều là kiểm tra hết rồi. Hiện tại đã qua hơn 80 tiếng đồng hồ, đã qua thời gian cứu viện Hoàng Kim là 72 tiếng, cho dù là xe jeep rơi vào trong khe sâu. Giai đồng có thể may mắn sống sót, nhưng hiện tại... Cố Doãn Chi lắc đầu, ngăn y tiếp tục nói, Cố Doãn Chi nói, đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết rồi. Thư anh Hằng nói, anh từ lúc xuống phi cơ đến bây giờ vẫn chưa kịp ăn cơm, tôi mời anh đi ăn nhé. Cố Doãn Chi nói, tôi muốn tới hiện trường nơi tìm được di vật của con gái. Thư Anh Hằng nói, được. Ô tô chậm rãi đi dọc theo sông Niagara, cha con Cố Doãn Chi cũng không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp ở dị quốc. Bọn họ đắm chìm trong nỗi đau mất đi thân nhân, Cố Doãn Chi nói, cảnh sát nói thế nào. Thư Anh Hằng nói, căn cứ vào điều tra của cảnh sát trước mắt, đây là một tai nạn giao thông. Nói tới đây, y bỗng nhiên nhớ tới một việc, Doãn Chi Huynh vị hôn phu của Giai Đồng có phải tên là Trương Dương hay không? Cố Doãn Chi và Cố Minh Kiệt đều ngây ra, thật ra hai cha con họ sớm đã biết quan hệ giữa Cố Giai Đồng và Trương Dương, nhưng tình cảm của bọn họ Thủy chung không công khai, Cố Cô Doãn Chi biết con gái có nỗi khổ riêng, thân là cha, ông ta cũng không muốn tạo cho con gái áp lực quá lớn, điều này Thủy chung là một nút thắt trong lòng ông ta. Cố Doãn Chi không trả lời câu hỏi của Thư Anh Hằng, bởi vì ông ta không biết nên trả lời như thế nào. Thư Anh Hằng nói, Trương Dương cũng đã đến nước Mỹ, hơn nữa vừa đến Mỹ đã đánh mất hộ chiếu, tập kích cảnh sát nước Mỹ, chọc vào FBI, tuyên bố rằng Giai Đồng là bị người ta hại chết, hiện tại toàn bộ cảnh sát của thành phố thác nước Niagara đều đang đi bắt hắn. Nội tâm cố doãn chi khẽ động, có thể liên hệ với hắn không? Thư Anh Hằng lắc đầu, hắn đã chủ động liên hệ với lãnh sự quán, tôi bảo Bạch Chí Quân đi đón hắn đến lãnh sự quán, muốn giúp hắn rời khỏi nước Mỹ, nhưng không ngờ tìm được hắn rồi, thằng ôn này cũng thực sự có chút năng lực, đánh ngã 5 tên nhân viên liên bang, còn dùng súng bắn bị thương một người, lấy súng vào ô tô của họ rồi bỏ chạy, hiện tại không ai biết hắn đi về đâu, phía Mỹ đang muốn chúng ta giải thích. Cố Doãn Chi nói, giúp tôi liên hệ với hắn, tôi muốn gặp hắn. Cố Doãn Chi kiên chỉ muốn tới nơi phát hiện di vật của con gái là có nguyên nhân, người của Đảng Cộng sản tuy rằng là người vô thần, nhưng con người ta ai cũng có tình cảm, đối mặt với sự mất người thân, Cố Doãn Chi không đành lòng để hương hồn của con gái phải ở lại Bắc Mỹ lạnh lẽo, nếu thật sự trời cao có linh, y tin rằng con gái ở trên trời có thể nhìn thấy mình đang đến đây. Cố Doãn Chi yên lặng đi tới bờ hồ, thưa anh Hằng không hề xuống xe, y biết Cố Doãn Chi đến đây là để tưởng nhớ con gái, y không muốn làm phiền niềm thương nhớ của vị lão hữu này. Cố Minh Kiện đi theo cha tới bờ sông, gã phát giác bóng dáng cao lớn của cha trở nên còng đi nhiều, chị gái qua đời đối với cha là một đả kích cực lớn, Cố Minh Kiện lần đầu tiên ý thức được mình nên trưởng thành hơn, nên gánh vác trách nhiệm chiếu cố cha, chiếu cố em gái. Cố Doãn Chi nói khẽ, Minh Kiện, bật lửa. Cố Minh Kiện lấy bật lửa ra, nhìn thấy cha đang cầm túi da của ông ta, từ bên trong giấy bạc ra, cầm lấy bật lửa của gã, đốt giấy bạc. Cố Doãn Chi không rơi lệ, nhưng nội tâm đã dãi dầu xương gió của ông ta đang nhỏ máu, ông ta nói khẽ, dai đồng. Cha tới rồi, em trai con cũng tới thăm con, cha biết, con không thích cô độc, con thích cả nhà được vui vẻ ở bên nhau, nếu con nghe thấy cha gọi con thì con về đi, theo cha về nhà. Cố Minh Kiện lại khóc, gã quỳ xuống trước mặt cha chị, em tới rồi, chị theo em và cha về nhà đi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, gió rất lạnh, trừ tiếng dòng nước chảy xiết ra thì không còn bất kỳ thanh âm nào nữa, nếu trên đời thật sự có linh hồn tồn tại, Cố Gia đồng liệu có nghe thấy tiếng gọi của người thân hay không? chương 637, mục tiêu là ai? Khi cha con cố doãn chi đang tưởng nhớ cố dài đồng, Trương Dương đang trốn trong rừng cây cách đó không xa, hắn vòng một vòng, cuối cùng quay lại nơi này, đúng như một câu châm ngôn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, phía Mỹ sẽ không ngờ mình lại có gan quay về đây. Nơi này quả nhiên không có cảnh sát mai phục, đội cứu viện cũng đã rút đi, Trương Dương tới đây là mang mục đích giống như cha con cố doãn chi, khi nhìn thấy cha con cố doãn chi đốt giấy bạc, nhẹ giọng gọi cố giai đồng trở về, Trương Dương cũng rơi lệ, hắn quy kết cái chết của cố giai đồng lên người mình, nếu không là vì mình, cô ta cũng sẽ không gặp phải tai bay vạ gió như thế này. Cố Doãn Chi ở bờ sông một giờ rồi mới rời đi, Trương Dương chờ bọn họ đi rồi mới lái xe jeep, bám theo sau họ từ đằng xa, Trương Dương muốn tìm cơ hội gặp mặt Cố Doãn Chi, hắn muốn giải thích với Cố Doãn Chi. Thư Anh Hằng vốn định mời Cố Doãn Chi cùng y trở về New York, nhưng cố doãn chi đã uyển chuyển từ chối hảo của y cố doãn chi định ở lại thành phố niagara vài ngày lo xong việc hậu sự cho con gái rồi sau đó rời khỏi nước mỹ tối hôm đó cha con cố doãn chi ở lại trong thành phố thác nước niagara sự ra đi của cố giai đồng khiến hai người đều không muốn ăn cơm cố doãn chi trực tiếp quay trở về khách sạn cố minh kiện thì không trực tiếp về khách sạn mà ra phố định mua đồ cây fc về ăn Trương Dương ngồi ở trong xe jeep nhìn Cố Minh Kiện từ trong quán cây FC đi ra, khi hắn đang chuẩn bị đi tới nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ô tô gầm rú, chiếc xe thể thao Mitsubishi từ góc đường lao về phía cố minh kiện. Cố minh kiện hiển nhiên bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngây người, thức ăn nhanh trong tay gã rơi xuống đất, hai chân cũng vì sợ hãi mà không thể nhúc nhích được, mắt thấy chiếc xe đó trong nháy mắt đã vào tới trước mặt gã, cố minh kiện hét lên kinh hãi. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợ tóc, một chiếc xe Jeep Acura màu đen vào tới đây đụng mạnh vào bên hông chiếc xe thể thao Mitsubishi. Lực trùng kích cường đại hất chiếc xe thể thao Mitsubishi bay lên không trung. ở trên không trung lăn liên tục mấy vòng mới rơi xuống đất, va và vào tủ kính ở góc đường. thủy tinh vỡ vụn. chính là trương dương vào lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu lại được tính mạng của cố minh kiện. thân xe Acura rất chắc, có thể là chiếc xe này được đặc chế. trương dương vòng xe lại, lái tới bên cạnh cố minh kiện, mở cửa xe lớn tiếng nói, minh kiện, lên xe đi. Cố Minh Kiện kinh hồn chưa ngẩng đầu nhìn lại, hắn vạn lần không ngờ rằng Trương Dương lại xuất hiện ở chỗ này và cứu gã về từ trong tay tử thần. Cố Minh Kiện lảo đảo lên xe jeep, Trương Dương điều khiển xe jeep nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ô tô lái đi chưa được xa thì nghe thấy tiếng nổ mạnh ở phía sau, trong ánh lửa và sóng khí, chiếc xe thể thao Mitsubishi đó bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Trương Dương lái xe jeep tới bãi đỗ xe gần chợ, hắn mở cửa xe bước xuống, Cố Minh Kiện hiển nhiên vẫn chưa từ trong kinh hãi vừa rồi khôi phục lại, trên đường lộ ra vẻ không tự nhiên, Trương Dương kéo hắn vào bên trong chợ, nơi càng nhiều người thì càng tiện để mình che giấu bản thân. Cố Minh Kiện run giọng nói có, có muốn giết tôi. Trương Dương cũng ý thức được điểm này, hắn thật sự không nghĩ ra Cố Minh Kiện đã đắc tội với ai. Có người muốn xuống tay với Cố Minh Kiện, hắn vốn cho rằng bàn tay đen trốn ở phía sau là vì trả thù mình mà hại chết Cố Giai Đồng nhưng hắn vì sao muốn giết cả cố minh kiện chiếc xe thể thao mitsubishi vừa mới xuất hiện đó tuyệt đối không phải là bất ngờ trương dương nói bình tĩnh một chút tự nhiên một chút nơi này là nước mỹ nếu cậu có biểu hiện dị thường rất nhanh sẽ có có quan viên của cục di dân tìm tới cố minh kiện lúc này mới thoáng bình tĩnh một chút gã nói khẽ tôi có hộ chiếu trương dương nói tôi thì không bí thư cố đâu cố minh kiện nói ông ấy ở khách sạn Chuyện của chị gái khiến ông ấy rất thương tâm, ông ấy muốn được ở một mình, phía lãnh sự quán có người phụ trách bảo hộ an toàn cho ông ấy. Trương Dương gật đầu, hắn đẩy một chiếc xe đẩy tay, thuận tay lấy một ít thực phẩm ném vào trong xe. Cố Minh Kiện nói, anh đến lúc nào vậy? Trương Dương nói, đây là một âm mưu, cậu hiện tại lái xe về đi, tôi sẽ ở trong chợ đợi cậu, cậu chờ bí thư Cố tới đây, tôi có lời muốn nói với ông ấy. Cố Minh Kiện gật đầu, khi gã đi, Trương Dương lại nói cẩn thận một chút. 20 phút sau cố Doãn Chi liền tới chợ, xe đẩy của Trương Dương đã đặt không ít đồ, hắn đẩy xe tới trước mặt cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi đã nghe nói con trai vừa rồi suýt nữa bị xe đâm chết, vẻ mặt của ông ta vô cùng ngưng trọng. Trương Dương thấp giọng gọi một tiếng, bác cố. Cố Doãn Chi gật đầu, Trương Dương đưa xe đẩy cho cố Minh Kiện đi tính tiền, mình và cố Doãn Chi thì tới cửa hàng ăn nhanh trong chợ tùy tiện gọi 3 phần thức ăn nhanh hai người ngồi xuống một góc vắng trương dương nói khẽ cháu luôn đi theo hai người vừa rồi khi hai người ở bờ sông cháu đứng trong rừng cây ở bên cạnh bởi vì sợ bị người khác phát hiện cho nên cháu không dám ra nói chuyện ánh mắt thâm thúy của cố doãn chi nhìn thẳng vào mắt trương dương giống như là nhìn thấu cả nội tâm của hắn trương dương nói khẽ bác cố cái chết của giai đồng là tại cháu khi cô ấy gặp tai nạn xe hơi có người từ mỹ gọi điện thoại đe dọa cháu nói là muốn báo thù khi nói ra những lời này ở sâu trong lòng hắn vô cùng áy náy. Ra thịt ở khóe môi cố doãn chi giật giật, ông ta hiểu rõ câu này của Trương Dương là có ý gì, điều này có nghĩa là cái chết của con gái mình không phải là chẳng may. Trương Dương nói, xin lỗi. Cố doãn chi cầm cốc cà phê lên lặng lẽ uống một ngụm, vị đắng từ cổ họng chui xuống thấm vào tận sâu trong lòng ông ta. Một lúc sau, cố doãn chi mới nói, cảm tình của giai đồng đối với cậu rất sâu nặng, tôi thủy chung nhìn thấy rõ ràng cho tới nay cố doãn chi chưa từng vạch trần chuyện này nhưng con gái hiện giờ đã chết ông ta cảm thấy tiếc hận cho con gái có một số lời cuối cùng cũng không cố kỵ nữa bột miệng nói ra trương dương cố nén nước mắt nước nở nói cháu có lỗi với giai đồng có lỗi với bác cố doãn chi lắc đầu nói không có ai có lỗi với ai cả vì nó cậu có thể chạy tới tận nước mỹ cậu muốn ngăn cản nhưng không thể nào ngăn cản được tôi biết cậu đã tận lực rồi Trương Dương nói, "Ở trong lòng cháu, Giai Đồng đã là vợ của cháu, Vĩnh Viễn cháu đều coi cô ấy là vợ của cháu." Trương Dương nói ra những câu này không phải là muốn biểu bạch gì đó với Cố Doãn Chi, sau khi hắn nghe thấy tin xấu, đã hạ quyết tâm phải cho cô ấy một danh phận. Cố Doãn Chi nói, "Gia Đồng nếu trên trời có linh, nghe thấy những lời này của cậu, nó nhất định sẽ rất vui." Tâm tình của Cố Doãn Chi lúc này cực kỳ phức tạp, ông ta cảm thấy rất buồn vì tao ngộ của con gái ông ta không hề trách cứ Trương Dương, ông ta không cho rằng vận xui của giai đồng là do Trương Dương mang đến. Vừa rồi con trai suýt nữa bị ô tô đâm chết, chuyện này đã chứng minh tất cả không phải đơn giản như bề ngoài. Lúc này Cố Minh Kiện đã mua đồ về cạnh họ, Trương Dương cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, hắn nói khẽ, bác Cố, Minh Kiện, cháu thấy hai người nên mau chóng rời khỏi Mỹ, cháu luôn cảm thấy chuyện có chút không ổn. Cố Doãn Chi nói, cậu là muốn nói có người muốn gây bất lợi cho tôi và Minh Kiện trương dương không nói gì nhưng vẻ mặt của hắn đã tỏ ý công nhận suy đoán của cố doãn chi cố doãn chi nói nếu có người muốn gây bất lợi cho chúng tôi vậy chứng tỏ mục tiêu của hắn không chỉ là cậu mà là cả chúng tôi hắn muốn lợi dụng chuyện của giai đồng dụ chúng tôi đến đây sau đó xuống tay với chúng tôi cố doãn chi tuy rằng cực kỳ bi thương nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của đầu óc ông ta trương dương nói bất kể là như thế nào hai người đều không thích hợp ở lại đây Cố Minh Kiện nói, tôi không sợ, tôi cũng muốn nhìn xem là ai đã xuống tay với chị tôi, tôi muốn báo thù cho chị ấy. Trương Dương lắc đầu nói, chuyện báo thù cứ giao cho tôi, tôi thề, tôi nhất định sẽ tìm được hung phạm, nếu không, tôi sẽ không rời khỏi nước Mỹ. Cố Doãn Chi cả đời đã trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng lần này bi kịch của con gái là một sự đả kích trầm trọng trước nay chưa có đối với ông ta, ông ta chậm rãi lắc đầu, hai đứa đều sai rồi, có một số việc không phải hai đứa muốn điều ra là điều tra được đối phương đã dày công bố trí cục diện này tất sẽ không để hai đứa dễ dàng vạch trần tiếp tục ở tại đây chỉ tổ hy sinh vô ích hai đứa đều là con của ta ta không muốn thấy hai đứa phải mạo hiểm trương dương minh kiện ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về trung quốc thư anh hằng của lãnh sự quán new york là hảo hữu của ta ta tin anh ấy có thể giúp chúng ta trương dương nói bác cố cháu sẽ không để giai đồng phải chết một cách không minh bạch cố doãn chi nói khẽ không biết vì sao tôi luôn cảm thấy giai đồng còn sống nó đang ở đâu đó đợi chúng ta trương dương trong lòng tôi cũng đau đớn giống như cậu nhưng chúng ta phải nhận rõ hiện thực ở đây là địa bàn của người mỹ chúng ta đã rơi vào cạm bẫy mà đối phương bày ra muốn phá cục rất khó rời khỏi nơi này trở lại địa phương thuộc về chúng ta cố doãn chi trong lòng thật ra cũng không muốn rời khỏi đây nhưng ông ta không muốn hai người trẻ tuổi này phải bỏ mạng vô ích Bi kịch của con gái đã không thể vãn hồi, ông ta không muốn có thêm bất kỳ bi kịch nào xảy ra nữa. Chuyện của con gái ông ta sẽ không từ bỏ, nhưng nơi này dù sao cũng là đất của quốc gia khác, ông ta tin căn nguyên của chuyện này vẫn là ở trong nước, ông ta muốn điều tra từ gốc rễ, nhất định phải tìm được hung phạm đã hại chết con gái. Trương Dương nói, đã khuya rồi, hai người về trước đi. Cố Doãn Chi nói, còn cậu đi đâu? Trương Dương nói, cảnh sát đang truy nã tôi. FBI cũng đang tìm tôi, tôi không thể đi cùng hai người được, có điều hai người cứ yên tâm, tôi sẽ liên hệ với hai người. Cố Doãn Chi nói số điện thoại của phòng khách sạn cho Trương Dương, ông ta đứng dậy cùng Cố Minh kiện rời đi, xe của lãnh sự quán New York đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Trước khi đi, Trương Dương lại dặn hai người cẩn thận. Xuất phát từ sự lo lắng đối với cha con Cố Doãn Chi, Trương Dương ở ngoài cửa bắt một chiếc, một mực đi theo xe của họ tới tận cửa khách sạn. Xác định bọn họ dưới sự hộ tống của phía lãnh sự quán New York Bình An tiến vào trong khách sạn, lúc này mới trở về bãi đỗ xe lái chiếc xe Jeep Acura của hắn đi. Khu đông thành phố thác nước Niagara có một nhà máy sửa chữa lắp ráp ô tô do người Hoa xây, ông chủ nơi này tên là Đường Sơn, số điện thoại mà hình Chiêu Huy đưa cho Trương Dương chính là số của Đường Sơn. Đường Sơn sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương rất nhanh liền lái một chiếc xe Nissan tới bãi đỗ xe của chợ gặp hắn. Đường Sơn 46 tuổi Thân cao một thước 75, thể trọng đạt tới hơn trăm cân, khi đi đường trong rất gật lực, trông như cái nắp nồi. mặc đường trang màu đen, đi tới gần Trương Dương, vươn tay ra, mỉm cười nói anh là Trương Tiên Sinh, tôi là Đường Sơn, bạn của hình Tiên Sinh. Trương Dương chỉ chỉ vào xe Jeep Acura Đô ở đó, tấm chắn của xe bởi vì vừa rồi đâm nhau mà bị rớt xuống. Đường Sơn nói trước tiên lên xe của tôi đi, chiếc xe này lát nữa tôi sẽ sai người xử lý. Trương Dương lên xe của đường Sơn, chiếc xe cũng giống như chiếc xe ở quốc nội của hắn trước đây, có điều không được độ nhiều như vậy, thứ duy nhất được độ lại là ghế ngồi, để tiện cho đường Sơn lên xuống xe, sau khi đường Sơn ngồi xuống, xe rõ ràng trầm xuống, trong lượng của thằng cha này ghê thật. Đường Sơn lái xe tới nhà máy sửa chữa của Y, trên đường khi đi qua nơi xảy ra va chạm xe vừa rồi, Trương Dương không khỏi nhìn nhìn ra phía ngoài, hiện trường tai nạn đã được lau chùi sạch sẽ, đường Sơn nói, hơn một tiếng đồng hồ trước, nơi này có tai nạn, một chiếc xe thể thao Mitsubishi nổ ngay tại chỗ, nghe nói là va chạm với một chiếc xe Jeep khác. Nói xong y nhếch môi cười cười, chắc không phải là chiếc xe đó của cậu chứ. Trương Dương nói, chính là tôi. Đường Sơn cười càng vui hơn, nghe nói cậu không có hộ chiếu, hơn nữa còn đánh cảnh sát. Trương Dương nói, cảnh sát nước Mỹ cao quý lắm à. Đường Sơn cười ha ha nói, cái đám tạp nham đó đa số đều là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc, nhìn thấy bọn họ, tôi hận không thể xông lên đá vào mông bọn họ. Trương Dương thấy Đường Sơn rất thú vị. Đường Sơn từng là nhân viên của Quốc An, có điều y bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà rời khỏi, người biết điều này chỉ có hình chiêu huy. Ô tô lái vào nhà máy sửa chữa của Đường Sơn, sau khi đóng cửa sắt lại, Đường Sơn đỗ xe ở trong sân, Trương Dương theo y đẩy cửa đi xuống. Đường Sơn nói, có người coi nước Mỹ là thiên đường, có người lại coi nó là địa ngục, thật ra thiên đường địa ngục đều chỉ là một ý niệm, bất kể ở đâu, muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải trở thành cường giả, bất kỳ thời đại nào, bất kỳ xã hội nào, cá lớn nuốt cá bé đều là một chân lý bất diệt. Trương Dương nói, nghe anh nói cứ như là triết học ra vậy. Đường Sơn cười ha ha, trước đây quả thực có người từng gọi tôi thế này. Gọi anh là gì? Gọi tôi là tư tưởng giả. Đường Sơn rất hài hước. Trương Dương muốn cười nhưng là cười không nổi, trong lòng hắn đã phải chịu đựng quá nhiều bi thương và phẫn nộ. Hắn mở cửa lớn phía trước, tiến vào phân xưởng của nhà máy sữa chữa, bên trong có hơn 10 công nhân đang say sưa làm việc, đường sơn cười nói có, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, tất cả những chiếc xe tốt mà cậu muốn đều có ở đây, nhưng không có một chiếc nào là tôi mua cả, tất cả chỗ xe này đều là xe đen, có xe là trộm ở Mỹ, ở đây tôi sẽ thay hình đổi dạng cho nó, tôi thông qua một con đường bí mật trở đến Canada đồng dạng có người từ canada trộm xe rồi trở đến chỗ tôi sau khi tôi sơn sửa lại sẽ bán ở mỹ trật tự pháp luật gì con mẹ nó đều là vô nghĩa xã hội này chỉ thờ phụng có một thứ đường sơn búng tay một cái nói tiền y ném chiếc khóa xe jeep của trương dương cho một gã thủ hạ da trắng dùng tiếng anh nói đi lấy chiếc xe này về cho tôi trương dương nhắc nhở xe đó là tôi lấy từ trong tay fbi đấy hắn sợ chiếc xe đó sẽ mang tới phi ê phức cho Đường Sơn. Đường Sơn cười nói, cho dù cậu cướp từ trong tay Tổng thống như tôi cũng không sợ, bất kỳ chiếc xe nào, ở trong mắt tôi chỉ là linh kiện, lão tổ tông của chúng ta dạy tôi một chuyện, xé chẵn ra lẻ. Trên đời này, bất kỳ chiếc ô tô nào cũng chỉ là một thứ do các linh kiện ghép lại, trừ phi bọn họ có thể lắp máy theo dõi trên mỗi một linh kiện, nếu không thì tôi có thể thay hình đổi dạng cho nó, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian, Đường Sơn dẫn Trương Dương tới văn phòng ở tầng 2, y mời Trương Dương ngồi xuống ghế, cười hi hi nói cậu anh là bằng hữu của hình tiên sinh thì cũng là bằng hữu của tôi. Bất kể cậu đã làm gì cũng không cần phải sợ hãi. Ở chỗ tôi, cậu được an toàn tuyệt đối. Đường Sơn đi đến tủ rượu lấy ra một chai nhị hoa đầu, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một khay thịt bò, cho vào lò vi sóng, rồi cầm tới bàn uống trà. Mở nắp nhị hoa đầu ra, rót cho Trương Dương và mình mỗi người một chén đầy đường sơn nói uống chén rượu cho đỡ sợ sau đó nói cho tôi biết cậu muốn gì trương dương cầm chén rượu đó lên uống một hơi cạn sạch đường sơn cũng uống nửa chén chép chép miệng rồi xé thịt bò bỏ vào miệng trương dương nói tôi muốn tìm lại hộ chiếu đã bị mất đường sơn nói không thành vấn đề cậu muốn của nước nào canada mỹ brazil colombia mexico argentina jamaica chỉ cần là người mà cậu có thể nghĩ đến tôi đều có thể làm cho cậu. Trương đại quan nhân nghe mà có chút há miệng trợn mắt, anh là nói làm giả ư. Đường Sơn nói, đương nhiên là làm giả rồi, cậu thấy tôi giống công dân tuân thủ pháp luật lắm à? Y đương nhiên không giống, chỉ nhìn thoáng cái là biết là phần tử xã hội đen rồi. Trương Dương rất kỳ quái, hình chiêu huy sao lại có giao tình sâu với Y như vậy nhỉ? Đường Sơn cầm chén rượu lên uống một ngụm, nói cậu yên tâm đi. Chỗ tôi làm giả giấy tờ tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất lưu quốc tế, biển xe, giấy tờ xe, muốn làm buôn bán xe lộ thì phải hoàn thiện tất cả phục vụ đồng bộ, nếu không thì lấy đâu ra lợi nhuận cách xù. Trương Dương nói, tôi không hiểu tiếng Anh. Đường Sơn nói, không thành vấn đề, ở quốc gia này, bất kể cậu là người da vàng, người da trắng hay người da đen. Cậu đều có cơ hội trở thành người thượng đẳng, điều kiện tiên quyết là cậu phải có. Thằng cha này lại khoa trương búng tay tiền. Trương đại quan nhân đối với tiếng Anh cũng không thể nói là một khiếu cũng không thông, một số từ đơn hắn cũng biết, có điều số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đường Sơn nói, có biết vì sao có người nhắm vào cậu không, là bởi vì cậu ở đây chỉ cần đi trên đường, người khác liếc một cái có thể nhìn ra cậu không phải là người Mỹ, giống như là một con vịt xuất hiện trong đàn gà vậy, muốn không bị chú ý cũng khó. Câu này có chút khó nghe, sao hạc giữa bầy gà ở trong miệng y lại thành vịt trong bầy gà. Tâm tình của Trương Dương không tốt, cũng lời chẳng buồn tranh luận với y. Đường sơn nói, nói thật, cậu là đặc công kém nhất mà tôi từng thấy đấy. Trương dương nói, tôi không phải là đặc công gì cả, tôi chỉ là một người trung quốc bình thường. là fbi tưởng tôi là đặc công. Đường sơn khinh thường nói, fbi là tổ chức vô sỉ nhất nước mỹ, bọn họ giống như là ruồi bọ vậy. trong bộ môn của họ đầy những kẻ phế vật tự cho mình là thông minh, chỉ cần người được thấy một chút mùi đáng ngờ là bọn họ sẽ vây tới bên cạnh cậu bám lấy cậu không tha trương dương nói có nghe nói tới chuyện ba cô gái trung quốc gặp tai nạn xe hơi không đường sơn gật đầu nói nghe nói chuyện này gây chấn động rất lớn toàn bộ thành phố niagara đều biết sao cậu là vì chuyện này mà tới trương dương nói một người trong đó là vợ của tôi trương dương đã quyết định vĩnh viễn dùng lễ vong thê để đối đãi với cố giai đồng đường sơn thở dài hắn chạm chén rượu của trương dương nói cô nén bi thương con người ta ai rồi cũng phải chết, cậu và tôi cũng sẽ chết, đơn giản là sớm hay muộn mà thôi. Trương Dương nói, có người trước khi tai nạn xe hơi xảy ra đã gọi điện thoại đe dọa tôi, tôi muốn ngăn cản Giai Đồng tới thác nước Niagara nhưng xe của Giai Đồng vừa hay lại hỏng, cô ta nói cô ta gặp cảnh sát. Cảnh sát dùng xe tải kéo xe của họ về thị trấn, sau đó, sau đó liền xảy ra chuyện ấy, khi xe Jeep rơi xuống vách núi, có một nam nhân gọi điện cho tôi, hắn đã miêu tả lại cảnh xe Jeep rơi xuống vách núi, Đường Sơn trợn trừng hai mắt, y nói khẽ cậu là nói có người sắp đặt chuyện này, ba cô gái đó là do hắn giết. Trương Dương gật đầu, biết tôi vì sao lại đâm chiếc xe thể thao Mitsubishi đó không? Bởi vì chiếc xe đó lúc ấy lao hết tốc độ vào Cố Minh Kiệt, em trai của Giai Đồng, ý đồ đâm chết gã, tôi không lựa chọn nào khác. Đường Sơn nói, chuyện rất phức tạp, hình tiên sinh nói không sai, cậu là một người rất phiền phức. Trương Dương nói, tôi hiện tại không có nhiều tiền. Sự giúp đỡ của anh đối với tôi tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại anh." Đường Sơn nói, trên đời này có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi một cái mạng, mạng của tôi là do Hình Tiên sinh cứu, ông ấy nếu đã mở miệng thì tôi sẽ tận lực giúp đỡ cậu. "Không cần phải trả gì cả, tôi giúp cậu không phải là vì bản thân cậu mà là vì Hình Tiên sinh. Giờ thì nói cho tôi biết, muốn tôi giúp gì nào?" Trương Dương nói, tôi muốn tìm hung phạm đã hại chết gia đồng, còn nữa tôi lo có người sẽ gây bất lợi cho bí thư cố tôi muốn nhờ anh bảo vệ cho hai cha con họ đường sơn nheo lại vẻ mặt của y lúc này giảo hoạt đến cực điểm y nói khẽ bọn họ vì sao muốn giết cố minh kiện kia cậu có cảm thấy rằng cái chết của vị hôn thê của cậu chỉ là mồi không người sắp đắt chuyện này là ý đồ dẫn toàn bộ các cậu tới nước mỹ rồi một lưới bắt gọn người mỹ sẽ không có cửu hận lớn như vậy đối với một vị quan to trung quốc đã về hưu đâu người làm chuyện này nhất định là người trung quốc Trương Dương gật đầu, lúc ban đầu hắn cho rằng kẻ địch muốn lợi dụng cái chết của cố gia đồng để đả kích mình, nhưng sau khi cố minh kiện vừa rồi suýt nữa bị giết, hắn mới ý thức được cố gia đồng ngộ hại rất có thể chỉ là mồi nhử. Trương Dương nói có biện pháp nào tra ra chủ nhân của chiếc xe thể thao Mitsubishi đó là ai không? Đường Sơn nói, đương nhiên có thể tra ra rồi, chiếc xe thể thao Mitsubishi đó là của một nhà máy lắp đặt khác làm ra, ông chủ của nhà máy đó tên là Tiểu Giã Chính Dương, là con lai nhật hàn cũng là đối thủ cạnh tranh là của tôi mẹ nó hắn sau khi tới đây làm sinh ý xe lậu phân ngạch sinh ý của tôi ít nhất tổn thất ba phần con mẹ hắn chứ nhắc tới thằng ôn này đường sơn không nhịn được liền chửi bậy trương dương nói tôi đi tìm hắn đường sơn nói tôi không tiện ra mặt có điều tôi có thể giúp cậu tìm một phiên dịch đi theo tôi trương dương đi theo đường sơn vào phân xưởng ở bên ngoài đường sơn dẫn trương dương đến thang máy thê hai người ở trong thang máy cần dùng thẻ để đi, đường Sơn dùng thẻ quẹt rồi ấn tầng 2. Sau khi thang máy khởi động, Trương Dương lúc này mới thật sự cảm thấy thán phục, nơi này mới là nhà xưởng ngầm của đường Sơn, nhà xưởng ở bên trên chỉ là ngụy trang mà thôi. Trong nhà xưởng ở dưới đất này ít nhất rộng hơn 2.000 mét vuông, bên dưới có mấy chục công nhân đang tích cực làm việc. Đường Sơn nói, thật ra người không có hộ chiếu ở Mỹ rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, người nhập cư trái phép tới đây nhiều lắm, Đừng nhìn quan viên cục di dân bận việc suốt ngày, bọn họ vẫn không bắt được hết người nhập cư trái phép đâu. Rất nhiều người đều mơ được tới nước Mỹ, cho rằng nước Mỹ là thiên đường nhân gian, đâu đâu cũng có hoàng kim. Thế là bọn họ nghĩ hết biện pháp để đến được đây, nhưng sau khi bọn họ đến đây mới phát hiện hiện thực và lý tưởng khác nhau như thế nào. Thiên đường vĩnh viễn chỉ thuộc về số ít người, đa số mọi người đều phải xuống địa ngục. Trong những người này có người đến từ châu Phi, châu Á, có điều bọn họ hiện tại đều thuộc về tôi. Chỉ có dưới sự che chở của tôi họ mới có thể được ăn cơm, làm việc trong nhà xưởng ngầm của tôi, tôi có thể cho họ một khoản thù lao kha khá, có thể giúp họ gửi tiền về nhà để nuôi sống gia đình. Điều duy nhất không tốt là tự do của họ bị hạn chế, có điều khi tâm tình của tôi tốt, cũng sẽ giúp họ làm mấy quyển hộ chiếu để bọn họ ra ngoài hít thở không khí. Đường Sơn trước tiên dẫn Trương Dương tới một phòng chụp ảnh, để hắn thay tây trang, một thợ hòa trang người Ả Rập nhỏ gầy giúp Trương Dương sửa sang lại tóc sau đó mở một thùng hóa trang, từ bên trong lấy ra một bộ dâu dán lên môi trương dương. Đường Sơn nói, hắn tên là Pun Han, từng là một thợ hóa trang và chuyên gia làm giả giấy tờ giỏi nhất ở Trung Đông, về sau bởi vì giết người mà bỏ trốn, vượt biên tới Mỹ. Khi cùng đường tôi đã thu nhận hắn, mạng của hắn là của tôi. Pun Han lại líu lo mấy câu, đường Sơn nói, hắn nói phải giúp cậu thay đổi tóc và màu đồng tử. Trương Dương gật đầu, Un Han nhuộm tóc Trương Dương thành màu nâu, lại đeo cho hắn một đôi kính áp tròng. Dung mạo của Trương Dương đã thay đổi rất nhiều, nhìn mình trong gương, Trương Dương cơ hồ không nhận ra được bộ dạng hiện tại. Đường Sơn mỉm cười nói mỉm cười nói, thoạt nhìn giống như là một người bồ đào nha vậy. Vậy làm cái hộ chiếu bồ đào nha cho cậu nhé. Ừ, làm thêm cái hộ chiếu Mỹ nữa. Thế thay đổi cũng tiện hơn. Trương Dương ngồi nghiêm chính để chụp ảnh, Un Han giơ ba ngón tay ra, Đường Sơn nói: "30 phút." Hắn dẫn Trương Dương rời khỏi phòng chụp ảnh, đi tới một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ kiểu mới nhất, rất cẩn thận dùng ngón tay chạm vào sơn của xe Ferrari, tựa như vuốt ve thân thể nữ nhân vậy, y nói với Trương Dương: "Thích không?" Trương Dương gật đầu. Đường Sơn nói: "Tặng cho cậu đấy." Trương Dương nói: "Vô công bất thụ lộc, anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi sao lại đi nhận thứ đồ quý trọng này của anh như vậy?" Đường Sơn nói cậu đi tìm tiểu giã chính dương, cha chân tướng sự việc, thuận tiện giúp tôi xử lý hắn. Chúng ta coi như hòa nhau. Trương Dương ngẩn ra, trong thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí, Đường Sơn giúp mình là có điều kiện, có điều như vậy Trương Dương ngược lại cảm thấy rất sòng phẳng. Đường Sơn nói cậu không cầm lo giết lầm người, tiểu dã chính dương cũng phải là hạng tốt lành gì, hắn không những buôn bán xe lậu, hơn nữa còn buôn thuốc việt, cướp bóc cưỡng gian, không chuyện ác nào không làm, cậu giết hắn cũng tính là trừ hại cho dân. Trương Dương Ý vị thâm trường nói, còn xử lý một đối thủ cạnh tranh cho anh nữa, nhất cử lưỡng tiện. Đường Sơn cười ha ha, lão đệ là người thông minh, nói chuyện với cậu đúng là đỡ tốn sức. Y đá chân một nam tử đang nằm dưới gầm xe sửa xe một cái, nam tử đó từ bên dưới thỏ đầu ra, mặt dính đầy dầu mỡ, có điều vẫn có thể nhìn ra là gã rất trẻ tuổi. Đường Sơn nói, gã tên là Triệu Thiên Tài, 3 năm trước nhập cư trái phép vào Mỹ, là kỹ sư giỏi nhất của tôi đấy. 3 tháng trước em gái gã bị tiểu dã chính dương sát hại, gã muốn đi báo thù, bị tôi ngăn lại, tôi tiếc gã, nhưng trong 3 tháng này, gã cơ hồ là mỗi ngày đều muốn đào tàu. Triệu thiên tài lạnh lùng nhìn đường sơn, nói, ông chủ, chuyện tôi đáp ứng ông tôi đã làm được rồi, còn lời hứa của ông. Đường Sơn thở dài, tôi đã bao giờ nuốt lời chưa, giới thiệu cho cậu một người bạn, hắn sẽ giúp cậu giết tiểu dã chính dương. Triệu Thiên Tài đứng lên quan sát Trương Dương, Trương Dương cũng nhìn lại gã. Đường Sơn nói, Thiên Tài, cậu tuy là một kỹ sư nhất lưu, nhưng thân thủ của cậu quá kém, cậu đi tìm tiểu giã, chỉ có nước chịu chết, vị Trương Tiên Sinh này là bằng hữu tốt nhất của tôi, tiểu giã chính Dương chính là kẻ thù chung của hai cậu, có hắn giúp cậu, cậu nhất định có thể thực hiện được nguyện vọng báo thù của mình. Được rồi, giờ đi tắm, rửa đi, sau đó tìm một bộ tây trang rồi làm một quyển hộ chiếu, Triệu thiên tài trong khoảng thời gian này một mực đợi ngày này tới, nghe đường Sơn nói xong, gã kích động ném dụng cụ trong tay đi rồi chạy tới phòng chụp ảnh, bởi vì quá mức kích động, gã thiếu chút nữa bị va phải thứ gì đó. Đường Sơn nhìn bóng dáng của triệu thiên tài với vẻ luyến tiếc, y thở dài nói, kỹ sư giỏi nhất của tôi, ôi tiếc quá đi. Trương Dương nói, ga rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Sơn nói, em gái gã học ở trường đại học Buffalo bang New York, từ trước đến giờ đều là triệu thiên tài tạo điều kiện cho nó đi học, nhưng ba tháng trước khi nó tới thăm anh trai, bị người ta cưỡng gian, sau đó thì sát hại, tôi cha ra là tiểu giã chính dương làm, triệu thiên tài nổi điên muốn đi giết hắn, trên đời này gã chỉ có em gái là thân nhân, tôi ngăn cản gã, không chỉ bởi vì gã có thể tạo ra lợi nhuận cách xù cho tôi, mà là tôi thấy gã đúng là một nhân tài, không muốn gã cứ vậy chết đi. Y nhìn Trương Dương, nói anh trước sau hai lần tấn công cảnh sát, còn có thể từ trong tay fbi trốn ra thân thủ chắc chắn là rất khá trương dương không tin đường sơn chỉ dựa vào mấy tin tức này là có thể kết luận thân thủ của mình hắn tin chắc rằng nhất định là hình chiêu huy nói gì đó với y trương dương còn có một băn khoăn đó chính là hắn không biết gì về đường sơn đường sơn liệu có cung cấp tin tức sai lầm cho hắn hay không lợi dụng hắn để đi diệt trừ tiểu giã chính dương nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào tốt hơn trương dương nói tôi còn muốn anh giúp tôi một chuyện đảm bảo cha con Cố Doãn Chi an toàn rời khỏi nước Mỹ. Đường Sơn gật đầu nói, tôi có thể cam đoan bọn họ an toàn đến Buffalo, những chuyện khác thì là việc của lãnh sự quán New York. Chương 638, xử lý mày. Hai cha con Cố Doãn Chi cả đêm không ngủ được ngon, Cố Minh kiện còn nằm trên giường chợp mắt được một chút, còn Cố Doãn Chi thì thức trắng cả đêm không ngủ, sự thật con trai bị tập kích suýt nữa thì chết khiến ông ta ý thức được chuyện này không phải là nhằm vào Trương Dương. Cố Doãn Chi bình tĩnh phân tích lại những đối thủ chính trị của mình trước đây, ông ta muốn từ đó tìm ra cái người đang đối phó mình, một khi để ông ta cha ra được chân tướng, ông ta sẽ bất chấp tất cả mọi giá, khiến đối thủ chết không có chỗ chôn. Trời bên ngoài đã bắt đầu sáng dần, ngày mới đã tới, Cố Minh kiện từ trên giường bò dậy, gã đi tới bên cạnh cha, "Ân cần bóp vai cho cha mình cha, cha nằm nghỉ một lát đi." Cố Doãn Chi lắc đầu, trong tay vẫn cầm ảnh của con gái, không ngủ được. Cố Minh Kiện nói cha, cha đang nghĩ gì vậy? Cố Doãn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói khẽ chỉ con là bị người ta mưu sát, tối hôm qua con lại thiếu chút nữa. Nhớ tới chiếc xe thể thao Mitsubishi tối hôm qua lao như điên vào mình, Cố Minh Kiện trong lòng vẫn còn sợ hãi, gã nói khẽ cha, chiếc xe đó muốn đâm chết con, nếu không phải Trương Dương xuất hiện đúng lúc, con chỉ sợ đã xong rồi. Cố Doãn Chi thở dài, ông ta cầm tay con trai, nói, Minh Kiện Hôm nay con về nước đi, cha không muốn có chuyện gì xảy ra với con. Cố Minh Kiện quật cường lắc đầu nói, "Không, thi cốt của chị con chưa lạnh, chính bởi vì chị ấy bị người ta mưu sát, cho nên con mới muốn ở lại điều tra chân tướng." Ngữ khí của Cố Doãn Chi rất kiên định, "Phải đi, nơi này là nước Mỹ, ở lại đây thêm một ngày, nguy hiểm của con sẽ lại tăng thêm một phần." "Còn cha?" Cố Doãn Chi không nói gì. Lúc này chuông cửa vang lên, Cố Minh Kiện ghé vào mắt mèo nhìn ra phía ngoài, xác định bên ngoài là nhân viên công tác của lãnh sự quán mới mở cửa phòng. Nhân viên công tác của lãnh sự quán ghé vào tai gã thì thầm gì đó, Cố Minh Kiện nói cho hắn vào. Gã đi tới bên cạnh cha, Trương Dương sai người tới đây. Không bao lâu sai nhân viên công tác của lãnh sự quán liền dẫn Đường Sơn bước vào, Đường Sơn lễ phép cười nói với Cố Doãn Chi, Bí Thư Cố, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là bằng hữu của Trương Dương, tôi tên là Đường Sơn nói xong y cầm di động bấm số sau đó đưa cho cố doãn chi cố doãn chi tiếp lấy điện thoại nghe thấy giọng nói của trương dương vang lên bí thư cố đường sơn là bằng hữu của cháu bác có thể tin anh ta cố doãn chi đứng lên nói khẽ trương dương đi cùng chúng tôi đi bí thư cố cháu muốn nhờ bác điều tra hai người ai một phương quân giao em gái của thính trưởng thính công an vương bá hành cháu hoài nghi chuyện này có liên quan với cô ta Cố Doãn Chi ngây ra. Trương Dương nói, cô ta và Hứa Thường Đức, Đồng Đắc Chí từng là một bọn với nhau, cháu đã từng điều tra cô ta, nhưng không điều tra ra được quan hệ của cô ta và Hứa Thường Đức. Còn một người là Đường Hương Sinh, tiền bí thư ủy ban chính pháp và cục trưởng công an thành phố Nam Tích, chính là vì cháu mà hắn phải lưu vong hải ngoại, nghe nói hắn đang ở Canada, rất gần nơi này. Tối hôm qua Minh Kiện suýt nữa bị đâm, từ đó có thể người đứng sau màn không chỉ muốn đối phó cháu mà còn muốn lợi dụng chuyện của giai đồng dụ hai người tới nước Mỹ, những người này đều đáng hiểm nghi. Hai hàng lông mày rậm của cố doãn chi nhíu lại một chỗ, ông ta nhớ tới lúc trước chính là mình đã yêu cầu điều tra hứa thường đức, mà Trương Dương ở trong đây có tác dụng mấu chốt, người ở trong bóng tối âm thầm đối phó ông ta và Trương Dương rất có thể là có liên quan tới vụ án của hứa thường đức. Cố doãn chi nói, Trương Dương, trước tiên quay về đã rồi nói. Bí thư cố, cháu tra được một số manh mối, bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi nước Mỹ được, bác và Minh Kiện mau rời khỏi đây đi, đường Sơn sẽ để bảo vệ an toàn cho hai người. Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, Giai Đồng đã chết rồi, tôi không muốn cậu lại hy sinh vô ích, cậu hiểu chứ? Trương Dương nói khẽ, cho tới giờ cháu vẫn chưa làm được gì cho Giai Đồng, cháu đã coi cô ấy là vợ cháu, bí thư cố, bác để cháu làm một chuyện cho cô ấy đi, chỉ một chuyện này thôi. Cố Doãn chỉ dùng sức mím chặt môi, tay trái của ông ta nắm chặt thành quyền, nhìn ra được ông ta đang gắng sức khống chế tình tự bi thương của mình. Trương Dương nói: "Bác không đi, Minh Kiện cũng sẽ không đi, như vậy cháu không thể an tâm được, dài đồng nếu ở trên trời có linh thiêng, cô ấy cũng sẽ không an tâm, bí thư Cố, hai người ở lại nước Mỹ cũng không giúp gì được cho cháu cả, đối phương đã dùng loại thủ đoạn bỉ này để đối phó chúng ta, chúng ta mượn lực lượng của quan phương là vô dụng, chỉ có lấy răng trả răng thôi." cố doãn chi nói giai đồng đã chết trương dương tôi không muốn tiền đồ và tương lai của cậu tất cả đều bị hủy diệt trương dương trầm mặc trong chốc lát rồi nói khẽ nếu giai đồng đã chết tiền đồ và tương lai đối với cháu đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa hiện giờ trong lòng cháu còn lại chỉ có hai chữ báo thù bí thư cố chuyện trong nước giao cho bác chuyện ở nước mỹ thì để cháu cố doãn chi nói khẽ trương dương bảo trọng bí thư cố bảo trọng cố doãn chi buông điện thoại nói với cố minh kiện chúng ta rời khỏi nơi này cố doãn chi trước giờ luôn là người quyết đoán ông ta tuy rằng đã về hưu nhưng vẫn có thể phán đoán rõ ràng đối với cục thế nước mỹ là một hồi loạn cục bọn họ tiếp tục ở lại cũng không giúp được gì muốn phá cục phải dựa vào sự vũ dũng của trương dương có lẽ thật sự phải mở một đường máu đúng như những lời mà ông ta lúc trước đã nói với trương dương căn nguyên của chuyện này là ở quốc nội chiến trường của ông ta là ở đó Đường Sơn đưa xe Ferrari cho Trương Dương cũng là có nguyên nhân, tiểu giã chính Dương cũng làm sinh ý xe lậu như y, đối với loại xe thể thao xa hoa này rất có hứng thú, có chiếc xe Ferrari này yểm hộ, càng dễ dàng tiếp cận tiểu giã chính Dương hơn, Trương Dương và Triệu Thiên Tài người tới người tới nhà máy sửa chữa và chế tạo ô tô ở khu tây bắc thành phố thác nước Niagara của tiểu giã chính Dương. Tiếng Anh của Triệu Thiên Tài rất tốt, gã nói cho Trương Dương biết, tiểu giã chính Dương là phần tử hắc bang hung tàn nhất thành phố thác nước Niagara. Cha của hắn là một trong những thành viên chủ yếu của sơn khấu tổ Nhật Bản, vào 5 năm trước trong hành động càn quét băng nhóm xã hội đen đã bị bắt hết. Mẹ của hắn là con gái của lão đại Đông Phương xã, hắc bang Hàn Quốc. Tuy rằng xuất thân từ một gia đình hắc bang như vậy, có điều cha mẹ hắn không muốn hắn trở thành phần tử xã hội đen, khi còn học trung học đã đưa hắn đến Mỹ học. Có thể là tác dụng của gen quá mạnh, cho nên tiểu dã chính Dương sau khi tới nước Mỹ không lâu liền bắt đầu làm hoạt động phi pháp, hắn hung tàn lãnh khốc làm việc không từ thủ đoạn, mấy năm nay không ngờ ở nước Mỹ cũng đánh ra danh tiếng, chủ yếu là làm hoạt động buôn lậu giữa Mỹ và Canada. Hoạt động ở thành phố thác nước Niagara là chuyện mấy năm gần đây, trước đây hắn chủ yếu mở qua điểm ở Buffalo, sự có mặt của hắn đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn đến sinh ý của Đường Sơn. Đường Sơn mặc dù ở thành phố thác nước Niagara có thế lực nhất định, nhưng y đối với tiểu giã chính dương vẫn là có chút kiêng kỵ. dù sao bối cảnh của tiểu giã chính dương rất sâu, nếu diệt trừ tiểu giã chính dương có thể sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết. Nhắc tới tiểu giã chính dương, triệu thiên tài hận đến nghiến răng nghiến lợi, em gái của gã ba tháng trước đến thành phố thác nước Niagara thăm gã, bị tiểu giã chính dương nhìn thấy, tên hỗn đản này đã lừa em gái gã lên xe, bắt cóc đến chỗ không người rồi cưỡng gian cô ta, khi cảnh sát phát hiện, cổ họng của em gái đã bị người ta cắt đứt, trên người không một mảnh vải, bị đâm hơn 30 nhát dao triệu thiên tài nghiến răng nghiến lợi nói tôi nhất định phải giết chết tên hỗn đản đó trương dương nói cảnh sát mỹ mặc kệ sao hắn không hề có chứng cứ có mặt ở đó chỉ cần anh có tiền muốn tìm người giúp anh làm bằng chứng giả là rất dễ dàng mắt triệu thiên tài đỏ lên trương dương nói chúng ta hôm nay tới đây có hai mục đích một là cha ra hắn vì sao lại xuống tay với cố minh kiện còn có một việc nữa là giúp anh báo thù triệu thiên tài gật đầu gã cũng tiến hành ngụy trang có điều thay đổi so với Trương Dương thì ít hơn nhiều, trên mặt chỉ dán thêm dâu quai nón. Xe Ferrari xuyên qua ngã tư ở phía trước, đi tới bên ngoài nhà máy sửa chữa lắp ráp ô tô của tiểu đã, lập tức có bốn gã thanh niên da trắng thân hình to cao xông tới. Từ cách ăn mặc của chúng có thể thấy được những người này đều là một số phần tử bất lương, một tên đại hán da trắng để đầu bờm ngựa hai tay chống lên nắp động cơ dùng sức huyết sáo một tiếng. Triệu thiên tài thấp giọng nói với Trương Dương là trợ thủ đắc lực của tiểu dã chính Dương, con ngựa hoang henry con ngựa hoang henry đi một vòng quanh chiếc ferrari nhách môi vẻ mặt dữ tợn nhìn trương dương nói xe không tồi muốn bán à trương dương lãnh ngạo nhìn triệu thiên tài nói gọi ông chủ của các anh tới đây chúng tôi muốn bàn một vụ làm ăn lớn với hắn con ngựa hoang henry cười nói làm ăn lớn ư một chiếc ferrari mà nói là làm ăn lớn à ông chủ của bọn tao nhiều việc lắm hắn thô lỗ vỗ vỗ vai trương dương nói xuống xe để tao đi thử chiếc Ferrari của mày. Trương Dương nói với Triệu Thiên Tài, bảo hắn bỏ cái tay bẩn của hắn ra. Triệu Thiên Tài ngây ra một thoáng, vẫn theo ý Trương Dương phiên dịch lại. Con ngựa hoang Henry nghe nói như thế nhất thời phát hỏa, há miệng chửi, sao 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 sao. Còn chưa nói xong, Trương Dương đã tát cho hắn một cái, đại quan nhân quen nhất là câu này, cũng phản cảm nhất là người khác sao 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 hắn. Con ngựa hoang Henry cao khoảng 1m9, nặng 100 cân, bị một cái tát của Trương Dương đánh cho quay mòng mòng tại chỗ. Trương Dương thuận tay mở cửa xe, nhấc chân hung hăng đá vào bụng dưới của con ngựa hoang Henry, khiến cho hắn lảo đảo lui về phía sau, lưng đụng vào cửa lớn của nhà xưởng ở phía sau, dầm một cái ngã xuống đất. Ba gã da trắng khác nhìn thấy tình thế không đúng, cả đám rút gậy sắt ra. Triệu thiên tài căn bản không ngờ Trương Dương lại một lời không hợp lập tức ra tay, đến bây giờ vẫn chưa thấy tiểu giã chính Dương xuất hiện, gã vội vàng nhắc nhở Trương Dương cái nhỏ không nhịn ắt hỏng cái lớn. Biểu hiện của Trương Dương lúc này giống như là một tên mãng phu. Trương Dương lạnh lùng cười, hắn không muốn ra, tôi làm ra một chút động tính hắn ắt sẽ phải ra thôi. Nhìn ba gã da trắng đang tiếp cận mình, Trương Dương từ trong ngực rút ra một khẩu súng. Mấy tên da trắng nhìn thấy súng lục thì trợn tròn mắt, ném gậy sắt trong tay quay đầu bỏ chạy vào trong nhà xưởng, vũ khí không cùng một cấp số, thằng nào ở lại thì thằng đó là thằng ngu. Trương Dương khinh thường cười nói, nhìn thấy chưa, chủ nghĩa đế quốc Mỹ tất cả đều là hổ giấy. Hắn lên xe, lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đó ầm ầm tiến vào trong. Đi tới khoảng trống trong nhà xưởng liền nghe thấy một tràng tiếng động cơ của xe thể thao, sáu chiếc xe thể thao từ các vị trí khác nhau vọt ra, vây xe Ferrari của bọn họ ở giữa. Hơn 10 thủ hạ của tiểu giã chính Dương cầm vũ khí bao vây Trương Dương và Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài chỉ là một kỹ sư, gã chưa từng trải qua trường hợp hung hiểm như vậy, trong lòng thầm kêu khổ, còn nói tới báo thù nữa à, chiếu theo cách làm này của Trương Dương, chỉ sợ chưa thấy mặt tiểu dã chính Dương đầu đã bị người ta bắn cho nát bấy rồi. Trương Dương mở cửa xe nhàn nhã bước xuống, Triệu Thiên Tài theo sát phía sau hắn, hơn 10 khẩu súng chĩa vào họ. Trương Dương ung dung, sắc mặt vẫn chấn định, nói khẽ bảo tiểu dã ra đây. Triệu Thiên Tài cố lấy hết dũng khí hét to tên của tiểu dã chính Dương một gã châu Á khoảng 30 tuổi từ cầu thang sắt ở đối diện đi xuống, vừa đi vừa sửa sang lại áo ra trên người, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn chung quanh, cửa sổ sát đất ở tầng 2 còn có một nữ lang tóc vàng mặc áo ngủ, đang ở đó uốn éo phong tình. Người châu Á mặc áo khoác da màu đen này chính là tiểu dã chính dương, hắn tuy rằng là người châu Á, nhưng đường nét trên mặt rất phân minh, gen con lai đã ban cho hắn vẻ ngoài anh Tuấn, đáng tiếc cả người lộ ra vẻ âm hiểm, tạo cho người ta cảm giác đầy tà khí tiểu giã chính dương đi tới trước mặt Trương Dương, nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới, sau đó ánh mắt hắn dừng trên chiếc xe thể thao Ferrari, bước tới nhấc chân lên, một cước đạp lên nắp động cơ của Ferrari, nên nói là dùng sức mà đạp mới đúng, nắp động cơ lõm xuống, tiểu giã chính dương chậm rãi nói, làm sinh ý với tao mà không ngờ lại dám đánh người của tao ư. Trương Dương nói, chó ngoan không cản đường, nhiều chó giữ cửa như vậy, người khác làm sao dám tìm mày bàn sinh ý. Lúc này con ngựa hoang Henry mặt xám mày cho cũng chạy tới đây, nhìn thấy Trương Dương, hắn hét lớn một tiếng rồi lao tới. Tiểu dã chính Dương dùng ánh mắt âm lãnh ngăn hắn lại, sau đó, quay sang Trương Dương, từ bên hông móc súng ra nhắm vào đầu hắn, nói chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, hơn 10 khẩu súng này sẽ bắn cho đầu mày nát bấy. Trương Dương cười lạnh nói, cười lạnh nói, mày có gan thì thử đi, trong xe Ferrari của tao chứa một quả bom, chỉ cần tao ấn thiết bị dẫn nổ trong phạm vi trăm mét không ai có thể may mắn thoát khỏi triệu thiên tài phiên dịch lại lời nói của trương dương gã có chút kỳ quái chiếc xe thể thao ferrari này là gã phụ trách bên trong đúng là có bom thật có điều gã căn bản không nói cho trương dương biết thằng ôn này sao biết được nhỉ tiểu giã chính dương nghe thấy trong ô tô có bom vẻ mặt của hắn rõ ràng có chút mất tự nhiên nhưng lập tức lại bật cười ha ha nói đùa à bom tao sợ quá đi có điều mấy thủ hạ của hắn cũng bị dọa cho lui về phía sau, có tên còn nằm úp xuống nhìn gầm xe Ferrari. Gầm xe quả nhiên có gắn một cái hộp, có phải là bum hay không thì không biết, Trương Dương cũng không phải là chuyên gia gỡ bom gì, chỉ dùng băng dính dính một cái hộp rỗng ở bên dưới, tuy rằng là vậy nhưng cũng đỏ cho đám người này sợ vãi đái. Tiểu giã chính Dương nghe nói dưới gầm xe có gì đó, trong lòng không khỏi có chút hối hoảng, có điều hắn cũng nhìn quen sóng gió rồi, sắc mặt biến đổi cực nhanh, người Ha Ha nói, đã là bàn sinh ý, được, chúng ta ngồi xuống bàn sinh ý. Hắn chủ động buông vũ khí xuống. Trương Dương cũng đưa súng cầm trong tay cho Triệu Thiên Tài. Tiểu Dã Chính Dương chỉ chỉ vào phòng khách ở tầng 1, nói chúng ta vào trong bàn. Hắn cũng không dám chắc bên dưới xe Ferrari rốt cuộc có bom hay không, cho nên muốn cho nên muốn trước tiên lừa Trương Dương vào trong phòng nói chuyện đã. Trương Dương không thèm nghĩ ngợi gì, lập tức đi cùng hắn. Triệu thiên tài không nhịn được liền cẩn thận nhắc nhở Trương Dương, để phòng có trá. Nhưng Trương Dương trông như lờ đi lời nhắc nhở của gã, triệu thiên tài bất đắc dĩ chỉ có thể theo hắn vào. Tới văn phòng của tiểu giã chính Dương, lập tức từ phía sau cửa có hai người lao ra, dùng súng nhắm vào đầu Trương Dương và triệu thiên tài. Tiểu giã chính Dương đắc ý nói, bàn điều kiện với tao à? Phóng mắt khắp toàn bộ địa khu Buffalo này, không ai dám bàn điều kiện với tao một người trong đó cướp lấy súng trong tay triệu thiên tài, một người khác bắt đầu tiến hành lúc soát người bọn họ. Trương Dương nói chiếc xe thể thao Mitsubishi bị nổ tối qua có phải của mày không? Tiểu giã chính Dương cảnh giác nhìn Trương Dương, vì sao hỏi như vậy? Mày không phải là tới bản sinh ý với tao ư? Trương Dương nói, nói cho tao biết chiếc xe thể thao đó có phải của mày hay không dễ làm điều kiện trao đổi, tao có thể nói cho mày biết ai đâm chiếc xe đó tiểu giã chính dương mặt đầy hồ nghi nói, mày biết chân tương ư. Trương Dương gật đầu, tiểu giã chính dương giơ súng lên, dí vào chán Trương Dương, tao ghét nhất bị người khác bàn điều kiện, nói cho tao biết chân tướng, rốt cuộc là ai đâm hỏng chiếc xe đó của tao. Cho mày 5 giây để suy nghĩ, nếu không mày sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực suy nghĩ. Triệu thiên tài khẩn trương giải thích với Trương Dương, gã thật sự hối hận rồi, vì sao phải cùng thằng ôn này tới đây, hiện tại đừng nói là báo thù, ngay cả giữ mạng cũng khó, sớm biết như vậy vừa rồi cho nổ bum đồng quy vô tận với chúng rồi. Trương Dương mỉm cười nói, xem ra chiếc xe thể thao Mitsubishi đó đúng là của mày. Hắn nhanh như tia chớp nắm lấy tay tiểu giã chính Dương, tiểu giã chính Dương nhấn cò, dưới sự tác động của Trương Dương, họng súng nhắm đúng vào một tên thủ hạ của hắn, tên thủ hạ bị bắn trúng ngực, nằm im dưới đất, một người khác vốn đang chĩa họng súng vào triệu thiên tài, nhìn thấy tình huống đột nhiên sinh biến, liền chuyển súng sang muốn bắn chết Trương Dương. Trương Dương kéo tay tiểu giã chính Dương bắn ra viên đạn thứ hai, liên tục hai phát, hai người bị mất mạng. Triệu Thiên Tài nhặt súng lên, nhắm ngay đầu tiểu giã chính Dương. Thủ hạ của tiểu giã chính Dương ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng, cả đám ùa vào trong văn phòng. Trương Dương đẩy tiểu giã chính Dương lui về phía sau, Triệu Thiên Tài mở cửa sau của văn phòng. Trương Dương lôi tiểu giã chính Dương ra hành lang bên ngoài, vừa mới đi ra ngoài, một gã thủ hạ liền nhấc súng bắn, Trương Dương lợi dụng góc tường để yểm hộ, một phát súng bắn đối phương ngã xuống đất, tuy rằng bình thường cơ hội chạm vào súng không nhiều lắm, nhưng thương pháp của Trương Dương vẫn bách phát bách chúng. Tiểu giã chính Dương nghiến răng nghiến lợi, nói, mày là ai? Ông nội mày, Trương Dương đấm một phát vào mũi gã, sau đó dùng súng bắn vỡ khóa của cửa phòng phía sau, cùng triệu thiên tài lôi tiểu giã chính Dương vào. Bên ngoài vang lên tiếng súng, Nơi này là là phòng điều khiển, từ cửa sổ phía sau nhìn ra ngoài, phía dưới là phân xưởng nhà máy sửa chữa và chế tạo ô tô, kết cấu nhà xưởng của nơi này cũng gần giống như khu làm công và nhà xưởng của đường Sơn. Triệu Thiên Tài đẩy tủ chứa đổ ra chặn cửa phòng, rồi nói với Trương Dương, làm sao bây giờ? Trương Dương dùng súng ấn vào vai tiểu dã chính Dương, lạnh lùng nói, chiếc xe thể thao Mitsubishi đó có phải là của mày không? tiểu dã chính dương giống như dã thú căm tức nhìn trương dương mày sẽ chết rất bùm một phát trương dương bắn ra một phát súng đạn xuyên thấu qua vai tiểu dã chính dương hắn đau đến mức rên lên một tiếng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi trương dương dí súng vào giữa hai chân hắn phát tiếp theo sẽ bắn vào đây phòng tuyến nội tâm của tiểu dã chính dương bị đánh tan hắn run giọng nói là của tôi trương dương tức giận nói ai bảo mày giết cố minh kiện nói ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, triệu thiên tài vừa cầm súng hướng ra cửa, vừa khẩn trương phiên dịch lại cho Trương Dương. Tiểu giã chính Dương không nói gì, Trương Dương mất kiên nhẫn, lại bắn một phát vào chân trái của tiểu giã chính Dương, hắn đối với tiểu giã chính Dương cũng không khách khí, một phát súng này bắn đúng vào xương đùi, tiểu giã chính Dương đau đến mức hét thảm như lợn bị chọc tiết, hắn ý thức được mình đã gặp ông một sát thủ máu lạnh vô tình, tiểu giã chính Dương nói Clarkson, Trương Dương dùng súng ấn vào chỗ vết thương của hắn, tiểu giã chính Dương kêu thảm thiết nói, Clarkson. Hắn mua không ít xe từ chỗ tôi, bảo tôi giúp hắn đâm chết một người hoa. Hắn cho tôi tiền, cho tôi một khoản tiền. Ai là Clarkson? Tủ công cụ đã bị hất cho đổ xuống đất, triệu thiên tài nhắm ra ngoài cửa mở nổ súng, lớn tiếng nói, chúng ta nhảy ra từ cửa số, bên dưới có một chiếc xe Hammer. Tiểu giã chính Dương kêu thảm thiết, đừng bắn, đừng bắn. Đáng tiếc thanh âm của hắn đã bị tiếng súng át đi. Ai là Clarkson? Tôi biết địa chỉ của hắn. Hắn ở Buffalo, đường Downing. Hai thủ hạ đã lao vào trong phòng, trường dương dơ súng lên, liên tục bắn hai phát triệt hạ chúng, tóm lấy người tiểu giã chính dương dùng sức đập vỡ cửa sổ rồi trực tiếp ném hắn từ trên xuống. Tiểu giã chính dương kêu thảm từ cửa sổ ngã xuống, trường dương đánh mắt ra hiệu cho triệu thiên tài, sau khi hai người bắn trả vài phát cũng từ cửa sổ nhảy ra ngoài tiểu dã chính dương từ dưới đất bò dậy, trương dương tóm lấy cổ áo hắn kéo tới một chiếc hammer ở gần đó, triệu thiên tài khởi động động cơ, lái xe lao về phía trước, một địch nhân cầm súng bắn vào xe, triệu thiên tài cúi đầu xuống, viên đạn bắn ra một cái lỗ ở kính chắn gió, triệu thiên tài dậm chân ga, xe hammer đâm vào tên địch nhân không kịp tránh đó, đâm cho hắn bay vút lên trên rồi rơi xuống đất, không đợi hắn bỏ dậy, xe hammer đã nghiền qua thân thể hắn. Tiểu giã chính dương người đầy máu, hắn hét lên mày là ai vì sao phải đối phó tao trương dương giơ súng lên nện ở báng súng vào mặt hắn đánh ngất tiểu giã chính dương triệu thiên tài lớn tiếng nói ngồi cho vững thắt dây an toàn vào chúng ta phải phá cửa mà ra gã dậm chân ga hết cỡ trương dương đã thắt dây an toàn động cơ của xe hammer phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc phá tan cửa cuốn chống trộm ở phía trước từ trên bậc thang đi xuống thủ hạ của tiểu giã chính dương nhìn thấy ông chủ bị bắt, cả đám vội vàng lên xe đuổi theo. Triệu thiên tài quạt manh tay lái, đâm trạch hướng một chiếc xe thể thao BMW, xe Hammer tiếp tục tiến tới, đâm luôn một chiếc xe thể thao Ferrari đỗ trên đường, chiếc xe đó chính là xe bọn họ lái tới. Phía sau có 7 chiếc ô tô đuổi theo, triệu thiên tài nói với Trương Dương, dẫn nổ bum của anh đi. Trương Dương nói, tôi lấy đâu ra bum, chỉ là một cái hộp rỗng thôi. Triệu Thiên Tài nói, trên chìa khóa, ở dấu hiệu Ferrari, anh ấn liên tục 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 ra Trương Dương tìm ra chìa khóa xe, dựa theo lời Triệu Thiên Tài nói ấn mấy cái, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên phía sau, sóng khí khiến cho xe Hammer của khiến bọn họ nảy lên, Triệu Thiên Tài vững vàng cầm lái, tránh cho ô tô mất phương hướng sau vụ nổ. Trương Dương xoay người nhìn lại, đã thấy chiếc Ferrari đó đã bị chìm trong khói và lửa, hắn cả kinh nói, anh thật sự đặt một quả bom trong xe Ferrari à? Triệu thiên tài nói, khi cần thiết nhất định phải hủy diệt chứng cứ. Thật ra hắn là mang ý định đồng quy vô tận với tiểu giã chính dương, trương dương làm sao không rõ đạo lý trong đó, hiện tại nghĩ đến thật sự là toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì bị thằng ôn này cho nổ chết một cách không minh bạch. Khi xe cảnh sát nghe thấy tin chạy đến, bọn họ đã bình yên rời khỏi nhà máy sửa chữa và chế tạo ô tô, triệu thiên tài không dám tiếp tục ở lại thành phố thác nước Niagara, điều khiển xe Hammer rời khỏi thành thị. Sau khi ra khỏi thành thị, lái xuống quốc lộ, đỗ xe ở trong một một rừng cây, trương dương lôi tiểu giã chính dương từ trong xe ra, tiểu giã chính dương dự cảm được tình huống cho tới giờ có chút không ổn, hắn hoảng sợ nói, đừng, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tất cả đều là Clarkson, là Clarkson sai tôi làm, tôi có thể cho các người tiền, rất nhiều tiền. Hắn run rẩy lấy ví ra, bên trong để không ít đô la. Triệu thiên tài cầm lấy súng lục, dí lên chán hắn, nhớ cô gái 3 tháng trước bị mày sát hại không. Đồng tử tiểu giã chính dương bởi vì sợ hãi mà nở to ra, hắn run giọng nói, anh. Anh là gì của cô ta? Tao là anh trai của nó. Triệu thiên tài giơ súng lên bùm một phát bắn vào giữa hai chân tiểu giã chính dương, tiểu giã chính dương đau đớn hét lên. Tôi! Triệu thiên tài lại giơ súng lên, phẫn nộ chút hết đạn lên ngực hắn thân thể tiểu giã chính dương ngã xuống, ngược hắn bị bắn cho nát bấy, thân thể ở trên mặt đất không ngừng co giật. trương dương đi tới, nhắm vào đầu tiểu giã chính dương bắn một phát, cho hắn quy tiên. triệu thiên tài hai tay cầm súng, nước mắt tuôn rơi. từ sau khi em gái chết, cừu hận của gã vẫn luôn được giấu trong lòng. hôm nay dưới sự trợ giúp đỡ của trương dương cuối cùng có thể chính tay giết chết đại cừu. trong nhất thời triệu thiên tài vui buồn lẫn lộn, tình tự không thể khống chế được. trương dương giật súng từ tay gã. Nói, đi thôi, rất nhanh cảnh sát sẽ tìm tới đây đó. Triệu Thiên Tài gật đầu. Mặt trời giữa trưa rất gắt, chiếu lên thi thể đầm đìa máu, quỷ dị và thê thảm khôn tả, dưới ánh mặt trời, một chiếc xe Jeep Hummer đang lái tới mục tiêu kế tiếp của bọn họ Buffalo. Trương Dương mở radio, bên trong truyền đến một bài hát dân ca phương Tây, cũng làm hòa hoãn đi bầu không khí trong xe, Triệu Thiên Tài đã thôi khóc, có điều mắt gã vẫn đỏ, nói khẽ cảm ơn trương dương nói anh cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện về sau có tính toán gì không triệu thiên tài nói giúp anh làm xong chuyện của anh trương dương nói rất nguy hiểm đó triệu thiên tài nói khẽ mạng của tôi là của anh chỗ đường tiên sinh tôi không về được nữa ở nước mỹ đã không còn có chỗ cho tôi dung thân nữa rồi đi một bước tính một bước thôi trương dương gật đầu triệu thiên tài tuy rằng hơi văn nhược nhưng vẫn có thể xem là một cái hán tử nhiệt huyết Triệu Thiên Tài nói, chúng ta ở phía trước bỏ xe Hammer đi, chiếc xe này là một manh mối, cảnh sát sẽ theo manh mối này tìm được chúng ta. Trương Dương nói, súng và những chứng cứ khác cũng phải xóa. Triệu Thiên Tài nói, không thành vấn đề, bọn họ bỏ xe Hammer lại ở chỗ không người, dùng xăng đốt cháy nó. Vừa rồi Trương Dương thuận tay cầm bóp ra của tiểu giã chính Dương, bên trong trừ thẻ tín dụng ra, còn có 5 vạn đô la tiền mặt, đối với bọn họ hiện tại mà nói, chỗ tiền này là một khoản tài phú không nhỏ. Ở Mỹ đi nhờ xe rất dễ dàng, hai người đi nhờ xe tới thị trấn York cách Buffalo không xa, hai người ở thị trấn mua một chiếc pho cũ, chỉ mất có 4.000 đô. Lại ở trong siêu thị của thị trấn mua hai chiếc di động, một số đồ dùng hàng ngày và y phục cho hai người, sau khi thay xong liền ném toàn bộ quần áo cũ đi. Trương Dương lợi dụng điện thoại công cộng trong trấn gọi cho Đường Sơn. Đường Sơn lúc này đang ở sân bay, khi y nhận điện thoại của Trương Dương, máy bay mà cha con cố doãn chi ngồi đã cất cánh, đường sơn nghe nói tiểu giã chính dương đã chết, cũng rất vui mừng, y cười ha ha nói, làm rất đẹp, xem ra trong mấy ngày này thành phố thác nước Niagara sẽ không được Thái Bình rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 639, Bố Trí Trương Dương nói, tôi tìm được một số manh mối, hiện tại Triệu Thiên Tài đang đi điều tra chuyện này cùng tôi, Đường Sơn nói, tôi chỉ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trương Dương nói, bí thư cố đi rồi ư. Đi rồi, tôi đã thấy bọn họ lên máy bay, người của lãnh sự quán New York hộ tống toàn trình, cho dù có người muốn xuống tay cũng không có cơ hội. Trương Dương nói, sau khi anh về, giúp tôi điều tra một chút, xem hôm ra đông xảy ra chuyện, có xe tải nào của cảnh sát đi qua đó hắn không, chuyện hộ chiếu của tôi bị mất vào ngày tôi đến Mỹ Anh cũng giúp tôi điều tra nhé. Đường Sơn không khỏi không khỏi cười nói, chuyện của cậu thật đúng là không ít, có điều, cậu giúp tôi giải quyết một phiền toái lớn như vậy, việc này tôi sẽ làm thay cậu hết. Xác định tiểu giã chính dương đã bị giết, Đường Sơn đã bớt đi một đối thủ cạnh tranh cường ngạnh, hiện tại tâm tình của y rất tốt. Bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy Triệu Thiên Tài vẫn đang xem xét chiếc xe vừa mua ở chợ. Trương Dương bước tới nói, xe thế nào? Triệu Thiên Tài nói, xe 4.000 đô mà cũng khá. Trương Dương nhìn xung quanh, nói anh sẽ không lắp một quả bom ở trong chứ. Nhớ tới chuyện tối nay thiếu chút nữa bị Triệu Thiên Tài cho nổ chết một cách không minh bạch, Trương Đại Quan Nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi. Triệu Thiên Tài cười cười lắc đầu, gã mở cửa xe, nói tính năng của xe không có vấn đề gì, chúng ta có thể đi rồi. Căn cứ vào lời nói của Tiểu Giã Chính Dương, người thuê hắn mưu sát cố minh kiện tên là Clarkson, hiện tại sống ở trấn Tanawanda cạnh thành Bắc Buffalo. Trấn Tanawanda có một nhà xưởng ô tô, Clarkson ở trong trấn mở một nhà máy linh kiện, bình thường chủ yếu cung cấp linh kiện cho xe ô tô. Triệu Thiên Tài lái chiếc xe pho đó tới nơi ở của Clarkson, gã nhìn nhìn biển ghi tên trên cửa, hắn sống ở đây. Trương Dương đánh giá kiến trúc ở trước mắt, tòa kiến trúc này chắc là đã được xây nhiều năm rồi, hắn nói với Triệu Thiên Tài, anh ở bên dưới chờ tôi, tôi lên trên xem thế nào, nếu có tình huống gì thì mau thông chi cho tôi nhé. Triệu Thiên Tài gật đầu. Trương Dương lên thang máy, bước tới trước cửa rồi bấm chuông, đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy có người mở cửa, hắn nhấc chân đá văng cửa phòng, đây là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng rất bừa bộn, trên mặt đất vứt đầy tạp chí và quần áo, một bức ảnh trên bàn máy tính đã hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương, đây là một bức ảnh chung của ba người, bên trái là một thanh niên người Mỹ, ở giữa là một thiếu nữ người Hoa, tay cô ta một trái một phải khoác tay thanh niên người Mỹ này và một nam tử trung niên Nam tử trung niên đó là người Trung Quốc, Trương Dương cơ hồ ngay lập tức nhận ra nam tử đó không ngờ là Đường Hương Sinh, tiền cục trưởng công an Nam Tích. Phát hiện này khiến Trương Dương chấn kinh không thôi, nếu nam tử người Mỹ này là Clarkson, như vậy hắn và Đường Hương Sinh có quan hệ gì? Vì sao lại chụp ảnh chung với Đường Hương Sinh? Đường Hương Sinh có liên hệ như thế nào với những việc phát sinh gần đây? Di động của hắn bóng dưng đổ chuông, Trương Dương bắt máy. Nghe thấy giọng nói khẩn trương của triệu thiên tài, có một người Mỹ đang đi lên lầu, hắn ấn tầng 4. Có thể chính là người mà anh muốn tìm. Trương Dương đã nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, hắn nấp ra sau cửa. Một người Mỹ đi tới, khi móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì phát hiện ổ khóa đã hỏng, cửa phòng mở hơ. Hắn cảnh giác móc súng từ trong ngực ra, đột nhiên đá văng cửa phòng, hai tay giơ súng chĩa vào trong. Trương Dương nấp sau cửa lập tức tóm lấy súng, không đợi thằng ôn này kêu cứu đã vươn tay ra chế trụ huyệt đạo của hắn kéo hắn vào trong phòng lúc này triệu thiên tài cũng vội vàng chạy lên gã sợ trương dương gặp phiền toái cho nên xông lên tiếp ứng trương dương nói ngoài cửa còn có ai không triệu thiên tài lắc đầu trương dương nhìn người mỹ vừa bị hắn chế trụ lại nhìn bức ảnh chung đó khiến hắn thất vọng là người trên ảnh không phải là cùng một người hắn giơ súng cửa cướp được lên dí vào thái dương của người đó nói khẽ nếu muốn giữ mạng thì ngoan ngoan trả lời tao một vấn đề. Người Mỹ đó bị dọa cho mặt tái nhợt, hắn run giọng nói các anh muốn gì, tôi có thể cho các anh hết, đừng làm hại tôi. Trương Dương nói, mày là ai? Clarkson à? Người Mỹ lắc đầu nói, tôi là bằng hữu của Clarkson, hắn không có ở đây, đi châu Âu rồi. Tôi chỉ tới giúp hắn dọn dẹp phòng chút thôi. Hắn sợ Trương Dương không tin, tôi có mang theo giấy chứng minh đây, không tin thì tôi có thể đưa cho các anh xem. Triệu thiên tài sau khi xem giấy chứng minh của hắn liền lắc đầu nói với Trương Dương, hắn không phải là Clarkson. Trương Dương cập bức ảnh trên bàn máy tinh lên, người trên đây có phải là Clarkson không? Đúng, hắn chính là Clarkson. Cô gái là ai? Cô ta là Đường Dục Linh, bạn gái của Clarkson. Có điều, bọn họ chắc đã chia tay rồi. Nam nhân Trung Quốc này là ai? Hắn, hắn hình như là cha của Đường Dục Linh. Tôi cũng không rõ lắm, Trương Dương gật đầu, có thể tìm được đường dục linh này ở đâu? Cô ta học ở trường đại học Buffalo bang New York, có điều, cô ta thường xuyên không ở trường học, đúng rồi, 11 giờ tối nay ở trên đường quốc lộ có đua xe, cô ấy và bạn trai mới của cô ấy chắc sẽ tới đua xe. Nam tử đó vẻ mặt cầu xin, nói, tôi chỉ biết có vậy, cái khác thì tôi không biết. Triệu Thiên Tài nhìn nhìn Trương Dương. Trương Dương giơ tay lên điểm trúng huyệt đạo của nam tử đó. Độc môn điểm huyệt của hắn ít nhất có thể đóng huyệt đạo của nam tử này 24 tiếng đồng hồ Để tránh hắn tự động giải huyệt quá sớm rồi thông chi cho những người khác Chuyến đi này cũng không tính là không công Hắn đã tra ra quan hệ của Clarkson và đường Dục Linh Thuận theo đầu mối này một mực tìm tới đường Hưng Sinh Này tất cả đúng là có liên quan tới đường Hưng Sinh Trương Dương Tuyệt sẽ không bỏ qua cho tên hỗn đản máu lạnh này Triệu thiên tài nói Đua xe ngầm Đua xe ngầm ở Buffalo rất điên cuồng Tiền đặt cược rất cao không ít xe mà đường tiên sinh bán đều tham gia đua ở đây. Trương Dương nói, được, vậy chúng ta đi xem náo nhiệt. 11 giờ tối hôm đó, trên đường quốc lộ ở ngoại ô phía đông Buffalo náo nhiệt phi phạm, từ xung quanh Buffalo có hơn trăm sa thủ lái xe đua của họ tập kết tới đây, nơi này quả thực trở thành hội triển lãm độ xe, mỗi một chiếc xe đua tới nơi đều nhận được tiếng hoang hô trầm trồ. Nhưng khi Trương Dương và Triệu Thiên Tài lái chiếc xe pho cũ của họ tới thì dẫn tới tiếng cười nhạo. Thật ra xe bình thường tới đây cũng không ít, nhưng bọn họ lái tới nhầm chỗ, trực tiếp lái xe vào khu đua, một tên da đen tóc xoăn bước tới, vỗ vỗ vào kính xe tỏ ý bảo họ lái xe tới khu đất trống ở phía tây, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của người khác. Triệu Thiên Tài đỗ xe lại, cùng Trương Dương quay lại khu đua, thời tiết tuy rằng rất lạnh, nhưng vẫn có có không ít người mặc áo nhung hoặc là áo da, ba cô gái đua xe mặc bikini ba mảnh đi tới, bọn họ lắc lư uốn éo Đôi chân thon dài thu hút không ít sự chú ý, Trương Dương hiển nhiên là không có tâm tình thưởng thức những oanh oanh yến yến này, ánh mắt của hắn không nhìn tìm kiếm trong đám người. Triệu Thiên Tài đi tới tên da đen tóc xoăn vừa rồi, lấy ra 500 đô la đưa cho hắn, nói khẽ có nhìn thấy một cô gái người Hoa tên là Đường Dục Linh không. Tên da đen cầm lấy 500 đô, ngón cái chỉ chỉ ra phía sau, chiếc Lamborghini màu cam đó là của cô ta đấy. Trương Dương nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ nhìn thấy một chiếc lamborghini màu cam một gã người mỹ mặc trang phục đua xe đang ôm hôn một thiếu nữ người hoa dáng người cao gầy triệu thiên tài nói khẽ cô gái đó chắc chính là đường dục linh đấy trương dương gật đầu hắn chậm rãi đi tới không đợi hắn tới gần chiếc ô tô đó hai đại hán vạm vỡ đã chặn đường hắn một người trong đó chỉ vào mũi trương dương quát hắn lui ra sau triệu thiên tài đi theo gã cười nói ngại quá bạn tôi không hiểu các anh nói gì đâu hai người đang hôn nhau nồng nhiệt tách ra đường dục linh nhìn nhìn về bên này dáng người của cô ta rất cao mắt nhỏ không xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu da trắng nõn chỉ là trên mũi đầy tàn nhang nam tử đang hôn nhau với cô ta là bạn trai mới của cô ta chiếc lamborghini này chính là là cô ta đường dục linh ở trong trường đại học cũng có chút danh tiếng cô ta có tiền tốc độ thay bạn trai và thay xe đều rất nhanh nam tử người mỹ đang hôn nhau với cô ta tên là bốt là một kỹ sư có tiếng ở đây. Ở Buffalo có một nhà máy độ ô tô quy mô không nhỏ, gã quen đường dục linh khi độ xe cho cô ta. Bốt nheo mắt lại khinh thường nhìn Trương Dương, nói thằng nhãi, muốn đua xe à? Mục đích của Trương Dương tới đây không phải là để đua xe, lái một chiếc pho hạng 2, đi theo phía sau Lamborghini của người ta chỉ tổ hít khói. Đường Dục Linh mở cửa xe ngồi vào, cô ta khởi động động cơ, dậm manh ga phát ra tiếng rầm rầm, Triệu Thiên Tài nói: "Đợi đã, đợi đã, chiếc xe này có vấn đề." Bốt tức giận nói: "Cút ngay, có tin tao ném chúng mày bay ra ngoài không?" Gã cho rằng hai tên này là tới gây hấn, bốt rất tự tin vào trình độ độ xe của mình, nghe thấy những lời này của Triệu Thiên Tài đương nhiên là tức giận. Đường Dục Linh kéo cửa sổ xe xuống, nói với Triệu Thiên Tài để hắn nói. Triệu Thiên Tài nói: "Lúc từ số 3 vào số 4 có phải là cảm thấy hơi khựng đúng không?" Gã chỉ là thông qua tiếng bộ ô tô đã có thể phát hiện chiếc xe này độ còn có thiếu sót. Đường Dục Linh rõ ràng ngẩn ra, cô ta tắt máy, đẩy cửa bước xuống, đi tới trước mặt Triệu Thiên Tài, nói anh làm sao mà biết được. Triệu Thiên Tài nói, động cơ của chiếc ô tô này đã được sửa lại, có điều chưa được cân đối, cho nên lúc khởi động sẽ hơi rung, khi vào số sẽ có cảm giác khựng lại rất mạnh, có thể là cô cho rằng không sao, có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cô, bệnh càng thích càng nặng, nếu như không sửa triệt để, sẽ tạo thành tổ hại rất lớn đối với xe, thậm chí khi phóng nhanh sẽ mất khống chế, tạo thành uy hiếp tới tính mạng cho người lái. Đường Dục Linh nói, anh có biện pháp gì không? Triệu Thiên Tài gật đầu, nể tình mọi người đều là người Trung Quốc, 50.000 đô, tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này. Bốt nghe thấy Triệu Thiên Tài nói như vậy, không khỏi nổi giận, hắn gầm lên, sao 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 sao, mày thì biết cái đéo gì. Không ngờ dám chạy đến địa bàn của tao chỉ tay chỉ chân hắn bước tới đẩy triệu thiên tài một cái. Triệu thiên tài thân thể gầy yếu, suýt nữa bị đẩy ngã xuống đất. Hai tên đại hán vạm vỡ cũng đi tới chỗ Trương Dương, Trương Dương mắng thầm trong lòng, con mẹ nó, trông bố mày dễ bắt nạt lắm à. Hai tên đại hán to cao một trái một phải tóm lấy tay Trương Dương, định nhấc hắn lên rồi ném ra ngoài, nhưng sau khi hai người tóm lấy tay Trương Dương, lập tức phát hiện hai chân của Trương Dương giống như là mọc dễ cắm xuống đất, bất kể là hai người dùng sức như thế nào vẫn không thể xe dịch được hắn một chút nào. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay một kéo một đẩy, thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người, song quyền nặng nề đấm vào ngực hai người, hai đại hán bị Trương Dương đánh cho vẻ mặt đau khổ ngồi bệt xuống. Bốt sông lên, một cú đá ngang của thương quyền đạo đá thẳng vào mặt Trương Dương, môn võ này của Hàn Quốc sau khi được mở rộng ở Thế vận hội Olympic, ảnh hưởng trên thế giới cũng được lan rộng rất nhiều. Trương Dương nhấc chân lên, chân hắn đi sau mà tới tước, một cước đá vào hạ bộ của bốt, đoạn thời gian gần đây, ai trêu vào trương đại quan nhân đều gặp xui xẻo, một cước này của trương dương không định lưu tình chút nào, một cước đá của cho bốt bay ngược ra sau, khi rơi xuống thì ôm háng gào thảm thiết. Đường Dục Linh tức giận nói, anh là ai? Có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Trương Dương bỗng nhiên giơ tay lên, xuất kỳ bất ý cho cô ta một bà tai, đánh cho đường Dục Linh ngây ra đó. Trương Dương tức giận nói, tiện nhân, không ngờ dám lang nhăng ở sau lưng tao. Triệu thiên tài nghe thấy Trương Dương nói như vậy, nhất thời hiểu rõ ý của hắn, gã biết đa số người có mặt ở đây đều không hiểu tiếng Trung Quốc, gã cười nói, tranh nhau tình nhân, người ta muốn cướp bạn cái, không liên quan gì tới mọi người cả, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Đường Dục Linh còn muốn nói gì đó thì bị Trương Dương vươn tay ra điểm trúng huyệt đạo, đẩy vào ghế phụ, còn mình thì ngồi vào ghế lại, khởi động Lamborghini lái về phái trước bốt ôm háng từ dưới đất bò dậy, hét lên, đuổi theo hắn. Đuổi theo hắn, mấy tên đồng bọn của hắn toàn bộ đều lên xe đua, khởi động xe đuổi theo Lamborghini. Xe đua ở hiện trường rất nhiều, vốn đều chuẩn bị bắt đầu thi, nhưng đột nhiên nhìn thấy một chiếc Lamborghini lao vút ra, còn cho rằng là cuộc thi đã bắt đầu, cả đám đều tranh nhau liều mạng lái xe, gần 100 chiếc xe đua ở hiện trường trước sau khởi động, tiếng động cơ nổ rầm rĩ. Triệu thiên tài cũng nhân lũng hỗn loạn bỏ đi, quay về chiếc xe pho cũ đó, hắn lái xe rời khỏi hiện trường, ấn số gọi cho Trương Dương. Trương Dương bắt máy, nói chúng ta tách nhau ra, trời tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ liên hệ với anh. Triệu Thiên Tài nói, cẩn thận nhé, lúc này từ đằng xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, Triệu Thiên Tài không dám tiếp tục ở lại nữa, vội vàng lái xe vào nội thành Bắc Phơ Lâu. Trương Dương vốn định sau khi bắt được đường Dục Linh sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nhưng mấy chục tay đua ngu ngốc liều mạng đuổi theo hắn. Trương Dương dậm mạnh chân ga, trong nháy mắt đa số xe đua đều bị rớt lại phía sau, nhưng vẫn có 6-7 chiếc xe đua bám sát không tha, đường Dục linh tay chân tê cóng, bị dây an toàn trói trên ghế, hai mắt kinh hãi không hiểu Trương Dương đang làm gì. Một chiếc Ferrari màu đen từ bên trái vọt lên, Trương Dương không nhịn được mắng, thằng ngu, bố mày có đua xe với mày đâu. Hắn tránh sang một bên, chiếc Ferrari đó từ bên cạnh vọt lên, sau đó lại có một chiếc Nissan vượt qua họ, đèn cảnh sát ở phía sau nhấp nháy, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ xung quanh bao vây lấy đường quốc lộ. Trương Dương giảm tốc độ, từ cửa ra ở đường phía trước lái xuống, vừa lái ra khỏi cửa thì một chiếc Subaru từ phía sau đâm vào đít xe Lamborghini. Trương Dương nắm chặt tay lái, thân xe ở tại chỗ vòng một vòng mới khống chế lại được, tiếp tục lái về phía trước. Chỉ hơi dừng lại một chút đã lại có hai chiếc ô tô đuổi tới, bốt ở trong một chiếc trong đó hắn điên cuồng gầm lên, bắt lấy thằng chó đó. Trình độ lái xe của Trương Dương chỉ có thể tính là bình thường, có điều tính năng của chiếc Lamborghini đã bù đắp cho sự thiếu sót về kỹ thuật lái của hắn, tốc độ không ngừng tăng lên đã giúp hắn lại một lần nữa thoát khỏi mấy chiếc ô tô bám theo. Ngay khi Trương Dương cách bọn họ càng lúc càng xa thì ở phía trước có hai chiếc xe cảnh sát chặn đường hắn. Trương Dương mắng, cảnh sát Mỹ. Hắn khống chế xe chuyển hướng khi đang phi với tốc độ cao, lướt qua bên phải xe cảnh sát, kính chiếu hậu ở bên trái chạm vào xe cảnh sát vỡ tan. Trương Dương dọc theo con đường ở phái trước không ngừng lao như bay, trong gương chiếu hậu nhìn thấy xe cảnh sát đã cách hắn càng lúc càng xa. Đúng vào lúc Trương Dương lớn tiếng hoan hô thì đột nhiên phát hiện con đường ở phía trước tối om, hắn lập tức ý thức được, con đường ở phía trước có một cái cống rộng khoảng 2 mét, lúc này dậm phanh thì đã không kịp nữa rồi. Trương Dương chỉ có dậm hết ga, khi sắp tới gần cống thì đột nhiên về số, rồi sang số, để thân xe trồm về phía trước, trong tiếng hét lớn của Trương Dương, Lamborghini vẽ ra một đường cong tuyệt vời, vững vàng hạ xuống đường quốc lộ ở đối diện, vì gầm xe quá thấp cho nên va chạm với mặt đất tạo ra một vệt lửa dài. Trương Dương tuy rằng gan lớn, nhưng lúc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn đi chậm lái nhìn ra sau. Thấy xe cảnh sát đã dừng lại trước cái cống đó, đèn cảnh sát không ngừng nhấp nháy, nhưng Thủy Trung không có xe nào đuổi theo, lúc này hắn mới tiếp tục lái xe vào trong bóng tôi mà mình không biết sẽ dẫn tới đâu đường dục linh hoảng sợ nhìn trương dương cô ta hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với nam tử ở trước mặt nhưng cô ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy trương dương đang nói tiếng trung quốc trương dương chậm rãi đỗ ô tô lại vươn tay ra giải huyệt cho đường dục linh ngược đường dục linh nhẹ đi cảm giác tay chân khôi phục tự do cô ta lập tức hét lên trương dương tóm lấy cổ cô ta lạnh lùng nói còn dám hét nữa là tôi bẻ gãy cổ cô đó đường dục linh ngây ra nhìn hắn trương dương nói cô hiểu tôi nói gì cô là người trung quốc đường dục linh run giọng nói anh anh tìm tôi là gì tôi tôi không biết anh trương dương nói cô là con gái của đường hương sinh đường dục linh nghe thấy hắn nhắc tới tên cha mình trong lòng càng sợ hơn trương dương nói xe không tồi xem ra ông già cô tham ô không ít tiền Đường Dục Linh nói, anh tốt nhất hãy thả tôi ra, nơi này là nước Mỹ, nếu anh dám làm gì bất lợi đối với tôi, anh cũng không thoát được chế tài của pháp luật đâu. Trương Dương nói, Clarkson đâu? Tôi không biết, tôi đã chia tay với hắn rồi. Trương Dương nói, cô có quen tiểu giã chính Dương không? Đường Dục Linh lắc đầu nói, không biết, tôi không biết hắn. Trương Dương nói, vậy cô có biết cố dài đồng không? Đường Dục Linh ra sức lắc đầu, tôi không biết, Tôi không biết gì cả." Trương Dương nói, "Giờ thì gọi điện thoại cho cha cô đi, tôi muốn tìm hắn." "Không." Đường Dục Linh bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Trương Dương túm tóc cô ta, gầm lên, "Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi cho cô 30 giây để suy nghĩ, nếu không gọi điện thoại thì tôi một sao đâm chết cô." Trương Dương móc con dao gọt hoa quả ra kề vào cổ cô ta. Đường Dục Linh lớn tiếng khóc. Bi kịch của cố giai đồng đã khiến Trương Dương sớm quên đi cái gì gọi là thương hại rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn tra ra chân tướng cái chết của cố giai đồng. Trương Dương đưa điện thoại di động cho đường Dục Linh. Đường Dục Linh cuối cùng cũng cầm lấy máy. Cô ta run run bấm một dãy số. Khi nghe thấy giọng của cha cô ta thì liền bật khóc. Đường Hưng sinh từ sau khi trốn tới Canada. Cơ hồ không có một đêm nào được ngủ ngon. Nghe thấy tiếng khóc của con gái. Y nhất thời ý thức được chuyện không ổn run giọng nói, tiểu linh, sao vậy con? Sao vậy con? Trương Dương giật điện thoại trong tay đường Dục linh, đường tiên sinh, chào ông. Hắn thuận tay chế trụ huyệt đạo của đường Dục linh, mở cửa xe bước xuống. Trời đêm Buffalo lâu rất sáng, sao đầy trời, Trương Dương đứng trên một khoảng đất trống, trong lòng hắn tràn ngập cừu hận khắc cốt minh tâm, từ chiếc xe thể thao muốn đâm chết cố minh kiệt, một đường truy tung đến tiểu giã chính Dương, từ tiểu giã chính Dương lại tra được Clarkson, hắn bất ngờ phát hiện bức ảnh chung của cha con đường hưng sinh và clarkson trương dương suy đoán ra được một loạt những chuyện này tất cả đều có liên quan tới đường hưng sinh đường hưng sinh nhanh chóng bình tĩnh lại y không thể không bình tĩnh các loại dấu hiệu cho thấy con gái đã rơi vào tay đối phương y ngay cả đối phương là ai cũng không biết đường hưng sinh nói khẽ anh là ai vì sao lại bắt con gái tôi trương dương nói vì tiền trương dương không hề nói ra nguyên nhân chân chính nếu hắn nói quá nhiều đường Hưng sinh ngược lại sẽ hoài nghi, sinh ra cảnh giác quá sớm, vì tiền mà bắt cóc đường dục linh, lý do này dễ nhận được lòng tin của đối phương hơn. Đường hưng sinh nói, anh muốn bao nhiêu? Trương Dương nói, một triệu đô, tiền mặt, ngày mai giao dịch ở Buffalo. Đường hưng sinh nói, tôi không có nhiều tiền như vậy. Y xuất thân hình cảnh, cực kỳ quen thuộc với tâm lý học tội phạm, hiểu được phải có kè mặc cả với đối phương như thế nào. Nhưng Y không ngờ Trương Dương không phải là nhắm vào tiền, trương dương là muốn lợi dụng đường dục linh để dụ y tới mỹ trương dương cười lạnh nói ông có thể mua một chiếc lamborghini cho con gái mà lại không có nổi một triệu đô ông cho rằng tôi tin được à đường hưng sinh nói thời gian ngắn như vậy anh bảo tôi đào đâu ra nhiều tiền như thế trương dương nói đó là chuyện của ông nếu ông thấy con gái mình không đáng giá một triệu đô thì cứ coi như tôi chưa từng gọi cú điện thoại này đường hưng sinh nói tôi liên hệ với anh như thế nào Trương Dương nói, số di động của con gái ông mà ông chẳng lẽ không biết à, sau khi chuẩn bị xong tiền thì lập tức liên hệ với tôi. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, trước 10 giờ sáng mai, nếu ông còn chưa làm xong chuyện này thì ông vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy con gái của mình nữa. Ông đừng thử báo cảnh sát, nếu để tôi phát hiện ông dám báo cảnh sát, tôi sẽ giết chết con gái của ông. Đường Hưng Sinh nói, anh đừng lo, tôi sẽ cho anh những gì mà anh muốn, nhưng anh nhất định phải bảo chứng sự bình an của con gái tôi, không được làm hại nó. Trương Dương lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú với con gái của ông, có điều hai thủ hạ da đen của tôi thì khó nói lắm, đường hưng sinh, đưa tiền càng sớm cho tôi thì càng có thể đảm bảo sự an toàn cho con gái ông. Nói xong hắn liền gác máy. Ở đằng xa có ánh đen xe đang tiến gần nơi này, Trương Dương cảnh giác nhìn chầm chầm về phía trước, rất nhanh hắn liền nhìn ra đó là chiếc xe pho mà triệu thiên tài lái. Trương Dương vẫy tay với gã, Triệu Thiên Tài vừa rồi sau khi liên hệ với hắn đã xác định được vị trí của hắn, ngay lập tức chạy tới đây. Triệu Thiên Tài nói với Trương Dương, phía đông nam có một kho gạo bỏ hoang, chúng ta có thể đợi ở đó một đêm. Đó là gã vừa rồi lúc đi qua ngẫu nhiên phát hiện. Trương Dương gật đầu, lái chiếc Lamborghini đó của Đường Dục Linh, đi theo phía sau Triệu Thiên Tài. Hai người rời khỏi đại lộ, tới trước kho gạo cách nơi chỗ hẹn một cây em. Trương Dương đi tới trước kho gạo vươn ra vặn gãy ổ khóa đã dì xét. Từ độ dì xét của ổ khóa có thể nhìn ra nơi này đã một đoạn thời gian khá dài không có ai ở. Đẩy cửa kho thóc, bên trong có một mũi ẩm mốc ùa vào mặt, triệu thiên tài bị sặc ho khan liên tiếp. Trong kho gạo rất rộng, bọn họ trực tiếp lái xe vào, triệu thiên tài mở đèn khẩn cấp, đi tới trước chiếc xe thể thao đó, nhìn nhìn đường dục linh, nói khẽ chính là cô ta à. Trương Dương giải huyệt cho đường dục linh, đường dục linh hét toáng lên, Trương Dương lập tức cho cô ta một bạt tai, tức giận nói tức giận nói còn kêu nữa là tôi cắt lưới cô đó. Đường Dục Linh bị dọa cho dùng mình, quả nhiên không dám lên tiếng nữa. Triệu Thiên Tài nói, anh chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Đường Dục Linh run giọng nói, đừng giết tôi, các anh muốn gì cũng được. Tôi có thể cho các anh tiền, rất nhiều tiền, cha tôi có rất nhiều tiền. Trương Dương nghe thấy câu ấy liền có chút tức giận, chỉ vào mũi đường dục linh mà mắng, tiền của cha cô đều là tham ô nhận hối lộ. Ở trong nước làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại chạy ra nước ngoài tùy ý tiêu xài, cả nhà các người đều là hạng cặn bã. Đường dục linh lúc này mới ý thức được bọn họ không phải là nhắm vào tiền của mình, cô ta run rẩy nói các anh là ai? Các anh muốn gì? Tôi nói cho các anh biết, nơi này là nước Mỹ, các anh bắt cóc con tin là phải ngồi tù đó. Trương Dương bị cô ta khiến cho tâm tình khó chịu, liền tiện tay điểm huyệt cô ta. Triệu thiên tài nói, cô ta dù sao cũng là con gái mà. Trương Dương chừng mắt lườm gã một cái, nhìn chúng cô ta à, nhìn chúng thì chơi đi, anh yên tâm, tôi coi như không nhìn thấy. Triệu thiên tài bị hắn nói cho mặt đỏ bừng, đường Dục linh không thể nói chuyện, nhưng nghe được rõ ràng, nghe nói Trương Dương muốn để Triệu thiên tài chơi mình, sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Trương Dương lạnh lùng nói, đừng sợ, với cái loại đức hạnh của cô, trừ mấy thằng nước ngoài mắt có tật ra, người Trung Quốc chúng tôi không có ai nhìn chúng cô đâu. Đường Dục Linh nhìn hai người bọn họ, nếu nói Triệu Thiên Tài là người Trung Quốc thì cô ta tin, nhưng Trương Dương rõ ràng là tóc màu nâu, mắt màu lam. Nhìn sao cũng chẳng giống người Trung Quốc, có điều tiếng Trung Quốc của hắn lại rất chuẩn. Bên trong kho gạo chỉ có lúa mạch và cành khô, Triệu Thiên Tài tìm một chỗ trống trải đốt lên để sưởi ấm, nhiệt độ không khí ban đêm rất thấp, gã sợ đường dục linh ở trong xe bị cóng chết cho nên kéo cô ta ra gần lửa trương dương nói tôi tìm ông già cô ta đòi một triệu đô ngày mai y có thể sẽ tới bác phơ lâu đó triệu thiên tài nói y liệu có báo cảnh sát không trương dương lắc đầu y không dám đâu tất cả tiền của y đều là tiền tham ô mà có có thể vung tiền như rác mua xe thể thao cho con gái một triệu đô đối với y mà nói thì không đáng là gì cả Triệu Thiên Tài thở dài nói, đám quan lại Trung Quốc thật sự là khiến cho người ta chán nản. Đường Hưng Sinh đi đi lại lại trong nhà trọ ở Canada, ước chừng nửa giờ sau, hắn mới quyết định gọi điện thoại, chú Lê. Đối phương tỏ vẻ khó chịu vì y nửa đêm đánh thức mình, lạnh lùng nói có việc gì à? Nửa đêm nửa hôm còn gọi điện. Đường Hưng Sinh nói, con gái của tôi bị người ta bắt cóc, bọn họ tìm tôi đòi 100 vạn. Bị bắt cóc ư? Giọng nói của đối phương không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Không phải tôi đã nói với cậu rồi à, con gái cậu cũng nghênh ngang lắm, danh tiếng trong giới người Hoa ở Buffalo rất lớn, có nhiều bạn trai chỉ là vấn đề sinh hoạt cá nhân, không ai nói gì cả. Nhưng cậu mua cho nó không ít xe đẹp, cho rằng cậu tới Canada rồi thì an toàn à? Không có điều luật dẫn độ, núi cao hoàng đế xa sẽ không có ai quản cậu ư? Cậu đã phạm phải án lớn như vậy, người khác sẽ không dễ dàng quên cậu đâu." Đường Hưng sinh đối với chú Lê này có vẻ khá là kính sợ. "Chú Lê, là tôi dạy dỗ con gái không nghiêm, nhưng có người cha nào mà không thương con gái." "Tôi sau này sẽ chú ý." Chú Lê nói, "Tôi lúc trước đã cảnh cáo cậu rồi, có người muốn động đến cậu, bảo cậu bỏ tiền ra dẹp yên chuyện này, nhưng cậu lại không nghe, cho rằng tôi lừa cậu." "Tôi không phải là có ý đó, tôi thật sự không phải là có ý đó, chú Lê, chú Lê, tôi khó khăn lắm mới chạy trốn được tới Canada." tôi không muốn trêu vào những người ở trong nước đó tôi chỉ muốn trốn ở canada sống yên ổn tới cuối đời yên ổn ư cậu cho rằng muốn yên ổn là được yên ổn à giọng nói của chú lê tràn ngập khinh thường đường hưng sinh nói chú lê xin lỗi con gái của tôi bị bắt cóc hắn dùng con gái tôi để uy hiếp tôi đòi tôi phải bỏ ra một triệu một triệu không nhiều lắm cái mà cậu có là tiền cho hắn đi ngữ khi của chú lê lộ ra vẻ không đồng ý trong lòng đường hưng sinh chửi rủa chú lê này trăm ngàn lượt nhưng ngoài miệng thì cũng không dám đắc tội y thấp giọng kể lể người gọi điện thoại cho tôi là người trung quốc tôi hoài nghi hắn không chỉ là muốn đòi tiền chuộc hắn muốn lợi dụng con gái tôi để dụ tôi tới nước mỹ người mà hắn muốn đối phó là tôi đường hưng sinh không phải nhân vật tầm thường trương dương tuy rằng đòi một triệu đô để ngụy trang nhưng đường hưng sinh vẫn nhận ra sự bất thường trong đó y không dám báo cảnh sát đây là quan hệ duy nhất mà y có thể lợi dụng Chú Lê nói, cậu muốn làm như thế nào? Hắn muốn gặp mặt giao dịch với tôi, chú Lê, chú giúp tôi cứu con gái đi. Chú Lê nói khẽ, 2 triệu, cậu bỏ ra 2 triệu đô, tôi giúp cậu giải trừ vĩnh viễn mối họa này. Đường Hưng sinh run giọng nói, 2 triệu đô, nghe thấy con số như sư tử há miệng, y không khỏi có chút tiếc của. Y dùng giọng điệu thương lượng, nói chú Lê, chú cũng biết, tôi tới Canada đã dùng không ít tiền rồi, tôi chú lê nói cậu cho rằng tôi đang lừa bịp tống tiền cậu à đường tiên sinh nếu không phải người khác giới thiệu tôi căn bản sẽ không giúp cậu làm nhiều chuyện như vậy cậu nếu thấy như vậy là tiêu tiền vô ích thì có thể mời một người cao minh hơn đường hưng sinh thấy chú lê tức giận vội vàng xin lỗi chú lê tôi không phải là có ý đó tôi quả thật là trên kinh tế gặp chút khó khăn có thể giúp tôi một chút không chú lê lạnh lùng nói một triệu rưỡi thiếu một xu tôi sẽ không quản chuyện của tên hỗn trướng cậu nữa. Đường hưng sinh lập tức vâng dạ, gác điện thoại, ánh mắt y dừng trên gà tàng thuốc trên bàn trà, đột nhiên cầm gà tàn lên ném vào tủ đựng rượu ở phòng khách. chương 640, ai là hoàng tước? Chú Lê dập điện thoại của đường hưng sinh, lão lập tức bấm số điện thoại, sau khi điện thoại được nối, chú Lê cung kính nói, phu nhân, đường hưng sinh gặp phiền toái. Chuyện gì? Có người bắt cóc con gái của y, đòi một triệu đô có biết là ai làm không là một người trung quốc đối phương rơi vào trầm mặc chú lê nói khẽ đường hưng sinh cho rằng chuyện này có nội tình khác có thể là hạng trang múa kiếm ý ở phái công chuyện của niagara ra sao rồi chú lê thở dài nói rất phiền toái hai cha con cố doãn chi đã bình yên rời khỏi nước mỹ người được phái đi xử lý cố minh kiện chẳng những không giết chết được cố minh kiện ngược lại bản thân còn bị xử lý những kẻ mà ông tìm là hạng người nào vậy chuyện đơn giản như vậy mà làm cũng không xong nữ nhân trong điện thoại tức giận rồi chú lê kinh sợ nói phu nhân xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của thằng ôn này rồi không phải chúng ta là ông thôi chú lê nói tiểu giã chính dương bị giết hiện tại đường ngọc linh cũng bị bắt kẻ tiếp theo bị đối phó chính là đường hương sinh đường hương sinh biết quá nhiều ông hiểu ý tôi chứ chú lê nói phu nhân yên tâm Tôi sẽ dùng cơ hội này để trừ bỏ tất cả bọn họ. Ông thật sự đã khiến tôi thất vọng, ngay cả một thằng nhãi chưa ráo máu đầu mà cũng đối phó không xong, cha con họ cố tới nước Mỹ, ở ngay dưới mí mắt ông mà ông không làm gì được họ, xem ra ông thật sự đã già rồi. Chú Lê lúng túng nói, "Phu nhân, lần này tôi tuyệt sẽ không làm bà thất vọng." Tin tức mà Đường hương Sinh biết quá nhiều, hắn phải chết, tôi thấy lần bắt cóc này có 89 phần 10 là do thằng nhóc gió làm tôi ngày mai sẽ giải quyết tất cả bọn họ. Cho thằng ôn đó một con đường sống, cảnh sát đang tìm hắn khắp nơi, giao cho người Mỹ là tốt nhất. Đường hưng sinh 9 giờ sáng ngày hôm sau đến Buffalo, ra khỏi sân bay đã có một chiếc Lincoln ở đó chờ y, một gã nam tử mặc tây trang màu đen, đeo kính dâm mở cửa xe cho y, đường hưng sinh ngồi xuống, chú Lê ngồi ở bên trong, mặc đường trang màu xám, trong tay cầm một cây gậy, tròm dâu dê dưới cằm đá hoa dâm. Đường Hưng sinh cung kính chào, chú Lê. Chú Lê gật đầu, nói khẽ thứ này tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi. Lão đánh mắt ra hiệu cho thủ hạ ở bên cạnh, tên thủ hạ đó mở một chiếc vali ra, bên trong toàn là tiền mặt xếp ngay ngắn. Đường Hưng sinh không thể cầm một triệu đô xuất cảnh cho nên để chú Lê ở nước Mỹ chuẩn bị thay, còn y thì trực tiếp gửi tiền vào tài khoản của chú Lê, đường Hưng sinh cầm tiền mặt nhìn nhìn. Chú Lê nói, chỗ này là một triệu, cậu lập tức đưa một triệu rưỡi vào tài khoản của tôi. Đường Hưng Sinh nói, tôi đã an bài xong rồi, một triệu đô la sẽ lập tức được đưa vào tài khoản của chú, còn 500 ngàn, đợi tôi cứu được con gái rồi, tự nhiên sẽ gửi nốt. Chú Lê cười lạnh nói, cười lạnh nói, không tin tôi à. Đường Hưng Sinh nói, chú Lê, bất kỳ giao dịch gì cũng phải có quy củ. Chú Lê ý vị thâm trường nói, đạo cũng có câu này, đó chính là nguyên tắc mà quan viên trong nước chúng ta thường nói, không ngờ cậu cũng là người giữ nguyên tắc. Mặt đường hưng sinh không khỏi nóng bừng, y nghe ra là đối phương đang nói khái mình. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nơi này không phải là quốc nội, y cũng không còn là cục trưởng công an hô phong hoán vũ ở Nam Thích ngày xưa nữa. Tới Bắc Mỹ, nhân sinh của y chẳng khác nào đã được gột sạch, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, có thể từ quốc nội thoát ra. Đường hưng sinh không nghi ngờ gì nữa là rất may mắn, vào thời khắc y bước chân vào Bắc Mỹ, y cảm thấy mình nhiều năm kinh doanh không hoang phí, y trước sau đưa con trai và con gái mình ra nước ngoài, trước khi tội hành của mình chưa bại lộ đã tính toán đâu ra đấy. Thần không biết quỷ không hay chuyển tài sản ra nước ngoài. Nếu như không phải là sự việc giết chết Chu Tiếu Nguyệt bị bại lộ, y hiện tại vẫn còn ở trong nước, có lẽ đã trở thành phó thính trưởng thính công an tỉnh Bình Hải, nhớ tới chuyện này đường hương sinh liền tràn ngập oán hận đối với Trương Dương. Nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trả thù Trương Dương, sau khi y tới Bắc Mỹ, y đã ép mình phải quên đi tất cả, y muốn cao biệt với quá khứ, muốn thu mình làm người, làm một người bình thường, yên ổn sống qua tuổi già, nhưng y rất nhanh liền phát hiện nơi này không phải là thiên đường. Muốn sống yên ở Bắc Mỹ cũng không phải dễ dàng, y mặc dù ở mặc dù ở trong nước có quan hệ các phương diệt, nhưng ở Bắc Mỹ chỉ là một người từ ngoài tới, con gái y ở nước Mỹ học nhiều năm, lời nói cử chỉ bị Tây hóa rất nhiều, nhưng lịch duyệt nhân sinh của nó quá ít, không những không giúp gì được y, ngược lại còn mang tới không ít phiền não cho y, chú Lê này vừa hay là người có thể giải quyết phiền phức cho y, bọn họ quen nhau vốn là qua vương quân giao giới thiệu. Đường Hưng sinh lặng lẽ nhớ tới tất cả từ sau khi y đào vong, thật ra ở Bắc Mỹ, dạng quan viên như y có rất nhiều, đa số mọi người đều quen chú Lê, chú Lê ở Canada, ở Mỹ đều có rất nhiều quan hệ, lão đối với tình thế của quốc nội cũng nắm bắt rất rõ, cũng rất hiểu suy nghĩ của những quan viên này, lão có thể giúp họ rửa tiền, có năng lực làm các loại giấy chứng nhận và quyền tạm trú cho bọn họ, nhưng người này rất tham lam, trong mắt đường hưng sinh, lão là một con quỷ hút máu không hơn không kém. Chú Lê đa số thời gian đều nhắm mắt, lão nói khẽ, đường tiên sinh, bọn cướp có gọi lại cho cậu không? Đường hưng sinh lắc đầu, vẻ mặt của y đầy vẻ lo lắng, con gái từ lúc bị bắt cóc tới nay đã qua cả một đêm rồi, sao có thể không lo lắng được? Đứa con gái này thật sự là không thể nào khiến y bớt lo được, tiêu tiền thì vô tội vạ, trên sinh hoạt cá nhân cũng rất hỗn loạn, đường hưng sinh tuy rằng bản thân cũng là một người thích tiêu xài, nhưng y hy vọng con cái của mình biết tiết kiếm, biết tự trọng, con người ta luôn là động vật mâu thuẫn. Chú Lê vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, xem ra bọn cướp rất biết nín nhịn, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Đường hưng sinh nói, tôi lo bọn chúng sẽ gây bất lợi cho tiểu linh. Chú Lê lạnh lùng cười nói, đừng nghĩ nhiều, nếu hắn một lòng cầu tài thì sẽ không giết con tin sớm như vậy đâu cậu không phải nói hắn là người trung quốc sao đường hưng sinh nói đúng tôi chỉ sợ là hắn nhắm vào tôi mà tới chú lê chậm rãi mở mắt hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện trước tiên là con gái của bí thư tỉnh ủy bình hải cố doãn chi gặp tai nạn xe hơi xe jeep rơi xuống sông niagara vị hôn phu của cô ta là trương dương đã tới đây gây ra động tĩnh rất lớn đường hưng sinh nói tôi không làm gì hắn cả tôi cũng không có bất kỳ liên quan gì tới cái chết của cố giai đồng chú lê thản nhiên nói lời đồn đại đáng sợ tôi tin cậu nhưng người khác chắc gì đã chịu tin cậu nếu chuyện này thật sự là hắn làm liệu có phải là muốn đổ cái chết của cố giai đồng lên đầu cậu không đường hưng sinh không nói gì sắc mặt khó coi tới cực điểm chú lê nói khẽ nếu lần này chuyện là nhằm vào cậu chỉ sợ sẽ rất phiền toái di động của đường hưng sinh đột nhiên đổ chuông dọa cho y giật nảy mình chú Lê lạnh lùng nhìn y. Đường Hưng sinh nhìn thấy số của con gái, y cầm lấy điện thoại nói khẽ alo. Cha, cha, cứu con, đường Ngọc Linh còn chưa nói xong thì Trương Dương đã giật máy, hắn chậm rãi bước ra ngoài kho gạo, đón ánh nắng mới lên, đường tiên sinh, ông đã đến bác phơ lâu rồi à? Đường Hưng sinh nói tôi đến rồi, tiền mà anh muốn tôi cũng đã chuẩn bị xong. Giờ là 9 rưỡi sáng, trong vòng nửa tiếng, ông phải để sân vận động thể thao trên băng Buffalo, đến nơi đó rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Nói xong Trương Dương liền gác máy. Triệu Thiên Tài lái xe pho cố tới bên cạnh hắn, Trương Dương mở cửa xe ngồi vào. Triệu Thiên Tài nói, còn cô ta thì sao? Trương Dương lạnh lùng nói, trói cô ta lại, bịt miệng, đợi chúng ta trở về rồi tính. Triệu Thiên Tài có chút không đành lòng nói, anh là muốn đối phó với cha của cô ta, cô ta vô tội. Trương Dương nói, bắt được đường hưng sinh đã rồi nói sau. Đường hưng sinh so với thời gian ước định thì tới sân vận động thể thao trên băng Buffalo sớm hơn 5 phút đồng hồ, gần đây nơi này đang tổ chức thế vận hội mùa đông của Bắc Mỹ, người tới xem rất đông, đường hưng sinh cầm lấy cái vali ra đựng 1 triệu đô, chú Lê túm tay y, nói, đừng cầm cái vali này. Lão đánh mắt ra hiệu, thủ hạ liền đưa một cái vali giống y như cái kia cho đường hưng sinh. Đường hưng sinh kinh ngạc nói, chú Lê, Chú quen tôi lâu như vậy mà vẫn chưa tin tôi ư?" Chú Lê nói, binh bất yếm trá, cái vali mà tôi chuẩn bị này, bên trong chỉ có một tầng bên trên là tiền mặt, còn đâu toàn là giấy lộn, đây cũng là để đảm bảo cho lợi ích của cậu và tôi. Nếu hắn phát hiện ra thì sao?" "Cậu yên tâm, không đợi hắn phát hiện, người của tôi đã khống chế hắn rồi." Chú Lê lại lấy ra một khẩu súng đưa cho y. Đường Hưng Sinh lắc đầu cười tuyệt tôi thấy hắn tám chín phần mười là muốn đi vào bên trong sân vận động để giao dịch không qua được cửa kiểm tra an ninh đâu chú lê nói khẽ người của tôi sẽ theo sau cậu từ xa cậu cố gắng biểu hiện tự nhiên một chút đừng để bị hắn nhìn ra sơ hở đường hưng sinh nói bảo trì khoảng cách trăm ngàn lần đừng để cho hắn nhìn ra y cầm lấy chiếc vali ra mở cửa xe bước xuống y vẫn đề phòng chú lê đây là một lão hồ ly cực kỳ tham lam thứ mà lão cảm thấy hứng thú là tiền trong tay mình lão không quan tâm đến sự sống chết của con gái mình đường hưng sinh đi tới lối vào sân thể dục di động lại đổ chuông trương dương nói đến chưa đường hưng sinh nhìn xung quanh không hề nhìn thấy người nào khả nghi y nói khẽ đến rồi đi trương dương cửa sổ bán vé mua một tấm vé vào sân lát nữa có một cuộc thi đấu trượt băng nghệ thuật nữ sau khi mua vé thì đi vào sau khi vào thì gọi điện thoại cho tôi Đường Hưng Sinh dập máy, trong lòng thầm mắng đối thủ giảo hoạt, người xem trong sân vận động rất nhiều, dễ dàng cho để che giấu hành tung, còn có một điểm quan trọng là kiểm tra an ninh ở lối vào rất nghiêm, người bình thường không thể mang theo súng ống tiến vào trong đó. Y tới cửa sổ bán vé mua lấy một tấm vé rồi vào sân. Chú Lê ngồi ở bên trong xe, dùng kính viễn vọng quan sát đến nhất cử nhất động của Đường Hưng Sinh, nói khẽ y đang làm cái gì vậy? dùng kính viễn vọng quan sát đường hưng sinh không chỉ có một mình chú Lê, Triệu Thiên Tài lúc này cũng đã ở bên trong xe pho dùng kính viễn vọng quan sát đến nhất cử nhất động của đường hưng sinh, gã đồng thời báo cáo tình huống mà mình nhìn thấy cho Trương Dương, tôi đã nhìn thấy hắn rồi, chắc là hắn, cầm một vali màu đen, nam tử Trung Quốc, bộ dạng ước chừng hơn 40 tuổi, hắn rất cẩn thận, rất chú ý tới tình huống chung quanh, hắn đã lấy vé, đang đi vào bên trong. Không ổn, phía sau hình như có người đi theo hắn, trương dương lạnh lùng nói hắn không dám tới một mình chú ý xem bọn chúng tổng cộng có mấy người hai không là sáu sáu người hình như đều là một bọn trương dương nói anh cẩn thận đó triệu thiên tài nói yên tâm đi là anh phải cẩn thận mới đúng lựa chọn gặp mặt đường hưng sinh ở đây là chủ ý của triệu thiên tài chỉ có ở đây mới có thể đảm bảo cho sự an toàn của gã đường hưng sinh không hề nóng vội đi vào trong sân vận động y gọi điện thoại cho trương dương kiểm tra an ninh nghiêm như vậy anh bảo tôi cầm một triệu đô la tiền mặt đường hoàng đi vào là điều không thể trương dương nói lắm điều làm thế nào mang được tiền vào là chuyện của ông đường hưng sinh lắc đầu lại quay đầu nhìn về phía sau xem ra chú lê thật sự đã tính trước rồi một triệu đô không thể nào qua được mắt kiểm tra nhưng cái vali rỗng này thì không có vấn đề gì y hít sâu một hơi chậm rãi bước tới lối vào Đường Hưng Sinh đi vào trong sân vận động không lâu, liền gọi điện thoại cho Trương Dương, tôi ở Khán Đài Tây, ghế số 32 hàng 6. Ông ngồi đó trước đi. Đường Hưng Sinh bởi vì con gái rơi vào trong tay đối phương cho nên chỉ có thể làm theo lời hắn. Trương Dương đứng trong đám người dùng kính viễn vọng mini tìm kiếm vị trí của đường Hưng Sinh. Cuối cùng hắn nhìn thấy đường Hưng Sinh sách vali da màu đen đang đi tới ghế ngồi, quan sát phía sau đường Hưng Sinh, nhìn thấy có hai nam tử từ xa đi theo phía sau y tuy rằng bọn họ các đường hương sinh rất xa, có điều từ ánh mắt thỉnh thoảng lại phiêu hốt của bọn họ đó có thể thấy được, bọn họ đúng là đang theo dõi đường hương sinh. Đường hương sinh quả nhiên không thành thật, y hôm nay không phải tới một mình. Đợi cho sau khi đường hương sinh ngồi xuống xong, Trương Dương không hề vội vã gọi điện cho y. Đường hương sinh đợi một lát, cuộc thi đã bắt đầu, nhưng vẫn không điện thoại gọi tới, y có chút thiếu kiên nhẫn, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh cuối cùng y lấy điện thoại di động ra gọi vào số điện thoại của con gái y, hiện tại điện thoại của đường Ngọc Linh đang ở trên tay Trương Dương. Trương Dương không nhấc máy, trực tiếp dập máy, tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát đến chung quanh đường Hưng Sinh, lại có mấy nam tử xuất hiện ở gần y. Theo thời gian trôi qua, đường Hưng Sinh trở nên càng bất an hơn. Trương Dương không dám khinh thường đường Hưng Sinh, đây là một lão hồ ly, khi ở Nam Tích Y chẳng những là cục trưởng công an, còn là một hình cảnh xuất sắc, có năng lực theo dõi rất mạnh trước khi chuyện Đường Hưng Sinh Tham Ô giết người bị phát hiện năng lực công tác của Y ở trong hệ thống công an Bình Hải được rất nhiều người công nhận một độ là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí phó thính trưởng thính công an Trương Dương muốn khiến Y mất kiên nhẫn quan tâm quá át sẽ loạn Đường Hưng Sinh lo lắng cho sự an nguy của con gái Y không thể bảo trì tâm tính bình tĩnh được Đường Hưng Sinh lại móc điện thoại ra Y do dự một chút cuối cùng vẫn không ấn số kinh nghiệm công tác nhiều năm nói cho Y biết. Đối phương là đang triển khai tâm lý chiến với mình, chính là muốn cho mình tâm thần không yên, phương thốn đại loạn, Đường Hưng Sinh tin chắc rằng đối phương nhất định trốn ở trong một góc nào đó của sân vận động lẳng lặng quan sát mình. Đường Hưng Sinh xoay người nhìn ra xung quanh, thấy ánh mắt của mấy thủ hạ của chú Lê thỉnh thoảng lại liếc về phía này, Đường Hưng Sinh thầm kêu không ổn, chỉ sợ mấy người này 89 phần 10 đã bại lộ rồi. Ánh mắt của Trương Dương hướng lên sân thi đấu. Hắn không ngờ lại nhìn thấy băng công chúa quan chỉ tình đang khởi động chuẩn bị, không ngờ cô ta lại tới đây thi đấu, có điều cô ta khẳng định không thể nào nhận ra được bộ dạng này của mình. Nhìn thấy quan chỉ tình, Trương Dương không khỏi nhớ tới công tác mà mình vẫn chưa làm xong ở Nam Tích, có lẽ hắn không bao giờ nữa trở lại Nam Tích nữa, từ nay về sau sẽ cáo biệt với Sĩ Đồ. Đường Hưng Sinh sau khi chờ đợi trong 20 phút, Trương Dương cuối cùng lại gọi tới, hắn nói khẽ cửa ra số 3, ông đi vào toilet phía bên phải. Đường Hưng Sinh đứng lên, nhanh chóng đi đến cửa ra số 3. Trương Dương rời cửa ra số 3 sớm hơn Đường Hưng Sinh, trên đường nhận được điện thoại của Triệu Thiên Tài, Triệu Thiên Tài nói, hình như có chút không đúng, ngoài cửa sân vận động có rất nhiều xe cảnh sát. Trương Dương nói, anh rời khỏi nơi này trước, về kho gạo coi chừng cô ta, chờ tôi sau khi thoát thân sẽ liên hệ với anh. Đường Hưng Sinh nhìn thấy toilet, y cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, điện thoại của y đổ chuông, Đường Hưng Sinh cầm điện thoại người gọi điện thoại đến lại là chú lê chú lê nói khẽ vẫn chưa giải quyết xong à đường hưng sinh nói hắn rất giảo hoạt người của chú đừng theo tôi gần quá rất dễ khiến hắn cảnh giác chú lê nói bọn họ cũng chỉ là để bảo đảm an toàn cho cậu đường hưng sinh lạnh lùng nói đa tả đã quan tâm hắn gặp điện thoại rồi đi vào trong toilet trong toilet có bốn nam tử tất cả đều đứng ở trước bồn tiểu tiện đường hưng sinh không biết người nào mới là người vừa gọi điện thoại cho mình y cũng đứng ở một bên giả vờ muốn tiểu tiện điện thoại của y đổ chuông đường hưng sinh vẫn không nhúc nhích ba người bên cạnh trước sau rời đi ánh mắt của đường hưng sinh liếc ra phía sau lúc này một cánh cửa ở phái đông bắc mở ra một nam tử buộc tóc đeo kính đen đi ra hắn cũng đang nhìn đường hưng sinh đường hưng sinh cảnh giác quan sát hắn nam tử đeo kính đen đó cười cười với y vì sao không bắt máy người này đúng là trương dương đường hưng sinh nói đồ mà anh muốn tôi cầm tới rồi người đâu trương dương nói bên ngoài hình như có bạn của ông phải không vì sao không gọi bọn họ vào đường hưng sinh biết đối phương khẳng định là một mực quan sát mình y lắc đầu nói tôi tới một mình không có bất kỳ ai khác cả khiến trương dương cảm thấy kỳ quái là cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ ai lao vào thật ra trương dương cũng không quan tâm phía đường hưng sinh có bao nhiêu người với võ công của hắn, đủ để xử lý toàn bộ bọn họ. Đường Hưng Sinh nói, người đâu? Ánh mắt của Trương Dương nhìn nhìn vào vali của y, ông có mang tới không? Đường Hưng Sinh gật đầu. Cho tôi xem. Trương Dương tóm lấy Đường Hưng Sinh, đẩy mạnh y đập vào tường men của toilet, gầm khẽ, mày có tư cách gì mà bàn điều kiện với tao? Vì sao muốn giết chết gia đồng? Tôi không làm việc đó, tôi không liên quan gì tới chuyện này. Trương Dương cười lạnh nói, cười lạnh nói, không liên quan gì ư? Mày có nhận ra bức ảnh này không? Hắn lấy ra bức ảnh chung của cha con Đường Hưng Sinh và Clarkson. Đường Hưng Sinh nhìn thấy bức ảnh đó, mù mờ hỏi, bức ảnh này có vấn đề gì? Trương Dương tức giận nói, bạn trai của con gái mày tìm người muốn đâm chết Cố Minh Kiệt, mày dám nói là mày không biết ư? Đường Hưng Sinh nói, tôi không biết, tôi căn bản là không biết gì cả. Anh là ai? vì sao nhận định tôi có liên quan tới chuyện này vì sao muốn bắt con gái tôi trương dương đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập hắn hơi ngây ra rất nhanh liền nghe thấy bên ngoài có người đang hét chỉ tiếc là hắn không hiểu tiếng anh trương dương không hiểu nhưng đường hưng sinh thì nghe rõ bên ngoài có người hét to người ở bên trong nghe đây các người đã bị bao vậy chúng tôi là cảnh sát giơ súng lên rồi đi ra Trương Dương tức giận nói, mày con mẹ nó không ngờ lại báo cảnh sát. Đường Hưng Sinh ngạc nhiên nói, tôi không báo cảnh sát, con gái tôi ở trong tay anh, tôi sao có thể báo cảnh sát vậy, tôi không thể nào bất chấp tính mạng của con gái tôi được. Chú Lê nhìn thấy bên ngoài càng lúc càng có nhiều xe cảnh sát, khóe môi lộ ra một nụ cười, lão vỗ vỗ cái vali chứa một triệu đô đó, nói, hạng trang múa kiềm ý ở phái công. Hắn không thể nào ngờ được bên trong lại có thuốc phiện, chỉ tiếc cho chỗ thuốc phiện đó của mình trên trán đường hưng sinh đầy mồ hôi lạnh, y cảm giác được chuyện này rất không ổn, theo lý thuyết người của chú Lê nên xông vào rồi, nhưng tới hiện tại mấy người theo mình vào sân vận động hoàn toàn không vào theo. Trương Dương từ tiếng bước chân ở bên ngoài đã nghe ra ít nhất bên ngoài phải có mấy chục cảnh sát, bọn họ đã phong tỏa cửa vào và cửa sổ toilet, Trương Dương cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, quá trình gặp mặt của mình và đường hưng sinh chắc là không thể nào khiến cho cảnh sát chú ý, rốt cuộc là ai đã báo cảnh sát ánh mắt của hắn chiếu lên vali trên tay đường Hưng sinh, nói khẽ mở nó ra. Mồ hôi lạnh dọc theo hai má đường Hưng sinh chảy xuống, trong vali không hề có một triệu đôi, nhưng chuyện đã tới nước này, y chỉ có thể thành thật mở vali ra ra, không thấy được con gái tôi thì anh đừng hòng cầm tiền. Bên trong vali trừ một tầng tiền đô mỏng ra, phái dưới tất cả đều là giấy lột, Trương Dương dơ nắm đấm lên đấm một phát vào bụng đường Hưng sinh, đường Hưng sinh đau đến nỗi rên lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống, trương dương mắng con cáo già mày không ngờ lại dám lừa tao xem ra mày thực sự không để tính mạng của con gái ở trong lòng rồi đường hưng sinh ôm bụng nhịn đau nói hiện giờ ở bên ngoài có nhiều cảnh sát như vậy anh và tôi đều trốn không thoát anh đã là nhắm vào tôi mà đến thì đừng làm khó con gái tôi đường đường chính chính như một người đàn ông đi trương dương cười lạnh nói cười lạnh nói cút mẹ mày đi mày mà cũng giống đàn ông à lúc này nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ có bom cay từ bên ngoài ném vào, đường hương sinh mở vòi nước, dùng tay áo đấm nước che miệng mũi, y thật sự nghĩ không thông, vì sao lại có cảnh sát bao vậy họ, khả năng lớn nhất chính là chú Lê, chú Lê đã bán đứng mình, ánh mắt của hắn dừng ở chiếc vali sách tay màu đen đó, chẳng lẽ là vali sách tay này có vấn đề. Bên ngoài lại có lựu đạn hơi cay được ném vào, Trương Dương nín thở, hắn cũng không sợ thứ này, cảnh sát Mỹ ném càng nhiều càng tốt, trong toilet đầy khói, Đường Hưng Sinh nằm ở đó, tựa hồ như đã mất năng lực phản kháng. Trương Dương nghe thấy tiếng bước chân, đội viên Đặc công đã bắt đầu tiến vào, hắn ném vali sách tay màu đen vào đội viên Đặc công, tuy rằng tầm nhìn của Trương Dương bị quấy nhiễu, nhưng hắn chỉ từ thính lực là có thể phán đoán chuẩn xác ra vị trí của đối phương. Súng tự động trong tay hai đội viên Đặc công tất cả đều đều chốt lên vali, vali lập tức dính đạn lỗ chỗ, trong lỗ đạn có không ít bột trắng rơi ra. Dụng ý chân chính mà Trương Dương ném vali sách tay ra là để di rời sự chú ý của bọn họ. Trong khoảnh khắc hai đặc công bắn súng, hắn giống như báo săn đã chạy ra ngoài, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay đánh ngã hai người. Súng tự động của một gã đặc công rơi trên mặt đất, vừa hay lại cách đường hưng sinh không xa. Đường hưng sinh vừa rồi nhìn trông như đã mất đi năng lực phản kháng bỗng nhiên nhanh nhẹn đứng lên, y cầm lấy súng tự động. Trương Dương vẫn chưa hề buông lỏng chú ý tới y, hắn nhấc chân đá bay vali, chiếc vali va mạnh lên tay đường hưng sinh súng tự động vừa mới cầm lên bởi vì tay bị tê mà rơi xuống đất trương dương nhặt súng lên không đợi đường hưng sinh một lần nữa cầm lại súng thì đã chĩa súng vào đầu y đường hưng sinh trên mặt trên người dính không ít bột phấn màu trắng đây là khi vừa rồi vêu ly ra đập lên người y để lại đường hưng sinh quệt một cái dùng đầu lưỡi liếm liếm trong lòng khiếp sợ đến cực điểm những bột phấn màu trắng này không ngờ là thuốc phiện tất cả đều được cất trong ngăn kẹp của vali chuyện đã rất rõ ràng, chú Lê đã gài bẫy, y đã dồn cả mình và đối phương vào trong khốn cảnh, nhất định là chú Lê đã thông chi cho cảnh sát Mỹ, chỉ cần là tội giao dịch thuốc phiện đã khiến bọn họ không thể nào được giải thoát. Đường Hưng sinh mắng thầm chú Lê Ti Bỉ, họng súng đen xì của Trương Dương chĩa vào cổ họng y, y không hề kích động, vừa ho vừa nói, giết tao đi, rồi mày cũng phải. Trương Dương bỗng nhiên đẩy y một cái, một loạt đạn bắn lướt qua vị trí mà đường Hưng sinh vừa đúng, Trương Dương giơ súng tự động lên bắn phản kích ra ngoài, trong khói bụi nghe thấy một tiếng kêu thảm, một gã đặc công bị đạn bắn trúng chân, sau khi ngã xuống đất thì hét thảm không thôi. Trương Dương nói với Đường Hưng Sinh, kéo hai người họ tới đây. Đường hương Sinh bò tới, kéo hai đặc công lại, trước tiên lột mặt nạ phòng độc ở trên mặt một người xuống, bịt lên mặt dùng sức hít mấy hơi, hai đặc công đều bị Trương Dương điểm huyệt đạo, tuy ý thức vẫn tính táo nhưng hai người đều không động đậy được, chỉ có thể để mặc cho đường hưng sinh bài bố. Đường hưng sinh từ trên người một người trong đó tìm được bộ đàm, y dùng tiếng anh nói vào bộ đàm, các anh có hai người nằm trong tay chúng tôi, đừng thử tiếp tục hành động, nếu lại có người dám cả gan sông vào đây, chúng tôi sẽ giết chết một người. Đường hưng sinh là xuất thân từ Đại học Cảnh sát Chính quy, cơ sở tiếng anh rất tốt, hơn nữa y đã tới Canada lâu như vậy rồi, trình độ khẩu ngữ cũng tiến bộ rất nhiều, trên điểm này trương đại quan nhân theo không kịp. Thật ra lần này sau khi hắn tới nước Mỹ đã nhiều lần ý thức được sự tai hại do không hiểu tiếng Anh, nhìn thấy Đường Hưng Sinh nói tiếng Anh lưu loát như vậy, Trương Dương có chút bị đả kích, chẳng trách có người nói thời đại bây giờ không hiểu tiếng Anh và máy tính thì chẳng khác nào thất học. Con mẹ nó, nhớ lúc trước ở triều đại tùy bố mày đây cũng được tính là một tài tử, nhưng không ngờ vượt thời gian tới đây lại trở thành thằng thất học. Trương đại quan nhân giờ đã ý thức được sự thiếu sót của mình, hiện tại đã hạ quyết tâm, đợi sau khi chuyện này qua đi sẽ học thật tốt tiếng Anh. Khi đường hưng sinh đang nói, Trương Dương đã cởi quần áo của gã đặc công nằm đó, đường hưng sinh cũng học theo hắn làm vậy, trong lúc nguy cấp, hai người không ngờ lại rất ăn ý. Bởi vì có con tin ở trong tay bọn họ, cảnh sát Mỹ ở bên ngoài trong nhất thời quả nhiên không dám khởi xướng tiến công nữa, đường hưng sinh thay quần áo xong, mặc áo chống đạn vào, khi định cầm súng thì nhìn thấy Trương Dương, bàn tay đang thò ra được nửa đường đành rụt lại, y biết Trương Dương sẽ không để cho mình chạm vào súng, Đường Hưng Sinh nói, bất kể giữa chúng ta có thù hận như thế nào, trước tiên cũng phải gác tạm sang một bên, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đã rồi nói sau. Trương Dương lạnh lùng nhìn y, móc súng lục ra chỉ vào đầu y. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 640.